cái lưu ý cụ thể để các thầy cô có thể đánh giá được cơ sở để xây dựng một chương trình dạy học cũng như là cá nhân. Thì sau đây chúng tôi xin chia sẻ thêm với thầy cô là đưa ra điều về những cái tài liệu sẽ hỗ trợ với thầy cô trong cái tiến trình thực hiện của giảng dạy. Thưa quý thầy cô là nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam rất quan tâm đến cái việc hỗ trợ cho giáo viên thực hiện nhiệm vụ giảng dạy khi mà các thầy cô sử dụng sản phẩm xuất bản. Cụ thể là ngay sau khi mà sách giáo khoa được Hội đồng Giám định thông qua thì tập thể các tác giả chúng tôi đã triển khai biên soạn cuốn sách giáo viên để hướng dẫn các thầy cô giảng dạy các cái bài học ở trong sách giáo khoa như thế nào. Thì ở trong cái sách giáo viên á, thì nó sẽ gồm có hai phần. Một phần là những cái hướng dẫn chung mà như là từ sáng đến giờ tôi đã trình bày với thầy cô. Nếu có cuốn sách giáo viên ở trong tay thì cái điều mà sáng nay tôi chia sẻ với thầy cô là các thầy cô có thể nắm được. Nhưng mà cái điều mà chắc là các thầy cô sẽ mong chờ hơn chính là ở cái phần thứ hai, cái phần hướng dẫn dạy học các cái bài cụ thể. Ở đây là chúng tôi đã biên tập từng bài học một, từng bài một ở trong sách giáo khoa. Cấu trúc của mỗi bài học này, chúng tôi xác định sẵn cho các thầy cô mục tiêu của bài học đấy, các thiết bị dạy học, tiến trình dạy học, các tổ chức, các hoạt động trong cái bài đó như thế nào. Thậm chí là còn có những cái gợi ý phương án 1, phương án 2 cho các thầy cô. Ví dụ như là trong trường hợp khởi động, nếu có thiết bị thì cho học sinh xem cái video hay là nghe cái bài hát mà trong sách giáo khoa đã đề xuất. Nhưng nếu trong trường hợp không có thì sao? Đấy, thì các tác giả cũng đã hướng dẫn các thầy cô là có thể sử dụng cách A, cách B, cách C đó để mà nó phù hợp với cái điều kiện dạy học của các thầy cô. Như vậy thì chúng tôi cũng cứ mạo muội nói với các thầy cô rằng là chúng tôi nhận thức được là cái chương trình này, cái sách giáo khoa này là mới lần đầu, đúng không ạ? Cho nên trong tay các thầy cô thực ra là không có nhiều, cho nên là chúng tôi cũng rất là ý thức để hỗ trợ thầy cô trong cái việc dạy học. Thì có thể nói là khi cuốn sách giáo viên đến tay các thầy cô thì coi như là các thầy cô cũng đã có ở trong tay một cái tập giáo án từ bài số 1 cho đến hết là một chương trình giáo dục như thế có lớn hơn người rồi. Chỉ có khác là trong quá trình soạn đấy thì chúng tôi cũng dựa trên những cái nền tảng cơ bản, những cái ý cơ bản trong sách giáo khoa và hướng dẫn những cách để các thầy cô triển khai thực hiện. Còn khi về đến tay các thầy cô thì các thầy cô có thể mình dựa trên những cơ bản đó rồi thì mình chỉ cần suy nghĩ thêm để mình có thể thay đổi. Ví dụ như là tình huống rồi là cái tiến trình mình đi, các cái hoạt động mà chúng tôi thiết kế ở đó có thể là nó chưa thật là phong phú, nó chưa phù hợp với cái sở trường của các thầy cô, thì mình có thể mình biến báo nó đi để mình thiết kế sao cho nó phù hợp với chính bản thân các thầy cô. Đấy, thông thứ nhì là nó phù hợp với cái điều kiện dạy học, với cái đối tượng dạy học, với khả năng tiếp thu của người học, khả năng tham gia vào những hoạt động của người học, thì các thầy cô hoàn toàn có thể thay đổi nó, biến báo nó đi trên nền của cái thiết kế của chúng tôi. Có thể nói chúng tôi đã hỗ trợ cho các thầy cô cỡ khoảng 2/3 chặng đường của cái việc dạy học rồi. Như vậy nó chỉ còn 1/3 của các thầy cô biến nó đi để cho nó biến thành của các thầy cô mà không. Thì đấy chính là cái học liệu thứ nhất là cái sách giáo viên. Hy vọng là cuốn sách giáo viên của chúng tôi sẽ hỗ trợ rất là cho các thầy cô trong việc triển khai dạy học. Thế còn cái tài liệu thứ hai á, thì đấy chính là cái sách bài tập. Cũng có ý kiến hiện nay ấy là đang nói cái câu chuyện là vì sao mà lại cứ phải có sách bài tập. Ở trong sách giáo khoa đã có 3 cái bài tập rồi, xong giờ lại đẩy ra thêm ra cái sách bài tập. Thì đấy câu trả lời tôi đã chia sẻ với thầy cô là trong sách giáo khoa quy định rất là nhiều các cái dạng bài tập không được đưa vào sách giáo khoa. Ví dụ như câu hỏi trắc nghiệm là câu hỏi sách giáo khoa, thiết kế những cái bảng để so sánh cái này cái kia là không được để chỗ trống để cho học sinh có cơ hội để biết hoạt động. Cho nên chúng tôi phải biên soạn ra một cái cuốn sách hoạt động để bổ sung cho cái kiến thức này và phục vụ cho các thầy các cô là nếu như có cái cuốn sách hoạt động ở trong tay thì sẽ làm gì, đúng không? Thì nó hỗ trợ các thầy các cô và các em ở chỗ này như này. Đây là tôi đang nói cho các thầy các cô thôi nhé, là cuốn sách bài tập này thì nó sẽ cung cấp cho các thầy các cô một số dạng câu hỏi trắc nghiệm, và những câu hỏi trắc nghiệm này hoặc là thầy cô sử dụng trực tiếp, tức là mình trong những cái tiết dạy của mình mà nếu như thời gian phần luyện tập mình làm nhanh quá nó còn khoảng trống ạ, thầy cô hoàn toàn có thể cho học sinh dở cái sách bài tập ra để các em làm biết. Có một cái công dụng thứ hai là những cái hỏi trắc nghiệm này thì các cô có thể lấy nó đưa vào trong cái việc thiết kế trò chơi cho mình đấy, như tôi vừa nêu ở phía trên, như là các cái trò chơi ai là triệu phú hay là rung chuông vàng hay là đường lên đỉnh Olympia, ví dụ thế, thì các cô hoàn toàn có thể để nó để đưa vào thiết kế thành trò chơi như vậy rất nhanh để cho học sinh chơi mà học, đúng không ạ, rất là hiệu quả. Và các em thì rất là thích cái kiểu này. Thì đấy là cái công thứ hai. Công thứ ba là trong cái sách bài tập này chúng tôi còn thiết kế thêm nhiều dạng bài tập tình huống khác nữa, nhiều tình huống khác nhau nữa, nhiều dạng bài tập khác nữa, kể cả bài tập vận dụng. Để làm gì? Để làm phong phú đa dạng hơn, như là những cái gợi mở, như là những cái hướng dẫn thêm để các thầy các cô có thể lấy nó làm thay đổi những cái dạng bài tập ở trong sách giáo khoa đi, những bài tập tương đương đó, trong sách giáo khoa đi. Hay là xử lý tình huống thì trong sách giáo khoa có khi là chỉ được 2 thôi, thì bây giờ mình sẽ có thêm ở trong sách bài tập này khoảng 3, 4, 5, 6 những tình huống khác nữa. Thì các thầy các cô thử chọn ở trong số đó những tình huống mà các thầy các cô cân nhắc nhất và nó phù hợp với cái học sinh của mình nhất, thì các thầy cô thử chọn vào để đưa nó vào trong bài giảng của mình, không nhất thiết phải dùng cái tình huống đang có ở trong sách giáo khoa người luôn nhé. Như vậy là cái sách bài tập nó cũng rất là thuận tiện cho cái việc dạy học và nó hỗ trợ đắc lực đấy, chứ không phải là chỉ gọi là phụ thêm nếm đất, không phải đấy đâu. Cũng rất là mong các thầy các cô là chúng ta có nhiều thầy cô cũng gọi điện đến cho tôi bảo là thưa cô là nhà trường hỏi ý kiến xem là chúng em là giáo viên chuyên môn á, thì học sinh có cần phải mua sách bài tập hay không? Thì thưa các cô là khi mà chúng tôi biên soạn ra như thế này là có chủ đích đàng hoàng để mà bổ trợ thêm cho quá trình dạy học, cho nên chúng ta cứ mạnh dạn để nói với ban giám hiệu thứ là nó rất cần. Nhưng mà còn phụ huynh những thứ đó mà nếu như người ta thấy không cần thì tôi nghĩ là chúng ta trong sáng minh bạch, đúng không? Chúng ta chẳng được cái gì ở trong cái chuyện này cả, mà chuyên môn là chúng ta cần thì chúng ta cứ phải nói là chúng ta cần đó. Thì con thì cái việc mà phụ huynh có mua hay không, học sinh có mua hay không, đấy là việc của họ, đúng rồi cô. Và tôi nói thật là trong trường hợp mà mình có sẵn, tức là mua, thì các thầy các cô sẽ dùng nó rất là nhanh như vậy. Còn nếu mà không thì các thầy các cô cũng nên có, bản thân giáo viên chúng ta cũng nên có, và nó chỉ có mất công hơn thôi. Đó là thay vì là học sinh có thể dở ra để làm, và thậm chí chúng ta có thể giao bài tập về nhà cũng không làm được. Những cái câu trắc nghiệm này nó có rất có ý nghĩa cho cái việc rèn luyện cái kỹ năng thi sau này. Cái hình thức đi thi tốt nghiệp đấy là thi trắc nghiệm, thì học sinh mà không mua thì chúng ta lại có một tư liệu ở trong tay chúng ta để chúng ta mang nó ra để chúng ta đưa cho học sinh làm. Có những lúc mà tôi nghĩ rằng là cái câu chuyện này thì nó cũng đơn giản đấy, có thì rất tốt, rất cần. Còn nếu phụ huynh mà học sinh không lựa chọn thì chúng ta vẫn phải có, chúng ta lấy nó là một cái việc bổ trợ số 2 để phục vụ cho cái việc thiết kế liên các hoạt động dạy học lên cô nha. Cái học liệu số 3 thì cái học liệu này là chúng tôi rất là muốn khoe với các thầy cô, đó là cái học liệu điện tử do nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã chuẩn bị để phục vụ cho các thầy cô. Cái học liệu điện tử này thì đã được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xây dựng bắt đầu từ khi thực thi chương trình mới, tức là bắt đầu từ cách đây 3 năm, tức là từ sách lớp 1. Đấy, từ năm ngoái là sách lớp 2, lớp 6, năm nay là lớp 3, lớp 7, lớp 10. Như vậy là nó cũng đã có cái bề dày 3 năm rồi. Thế thì cái học viện điện tử này á, thì các thầy cô sẽ được vào hai cái trang. Một đấy là cái trang hành trang số .nhasoobanhgooc.vn, chúng ta đang hiển thị trên màn hình ạ. Hành trang số .nhasoobanhgooc.vn các thầy cô. Và hai đó là tập huấn .nhasoobanhgooc.vn. Các thầy cô vào hai cái trang này. Thì khi mà vào cái trang này ấy, thì các thầy cô sẽ được học hỏi rất là nhiều thứ. Đầu tiên là sách này, sau đó thì là đấy, sách bài tập này, đấy, rồi là sách giáo viên này, và đặc biệt đó là sau đây thì cái trang này, trang số này này hỗ trợ cho các thầy cô rất là nhiều kênh, ví dụ như là đề kiểm tra, đánh giá học sinh này, các thầy cô có thể họ sẽ có cái phần mềm để hướng dẫn các thầy cô. Thầy cô đưa nội dung kiểm tra vào và cái phần mềm này sẽ đưa ra những cái dạng để trách nhiệm của học để thầy cô đưa cho học sinh làm, và cái hệ thống đấy nó sẽ trắng bộ thì là cô. Ví dụ như vậy, chúng ta có rất nhiều thứ để hỗ trợ. Sau này khi mà chương trình được chạy, các thầy cô bắt đầu dạy thì cho đến bây giờ chúng tôi đang đặt hàng với các sở, các nhà trường là nếu như mà có những giáo viên mà đăng ký những tiết dạy mẫu đó, tức là giáo viên dạy giỏi, những tiết mà được đầu tư sâu thì số nào sẽ sẵn sàng đưa bộ phận kỹ thuật đến để sau đó sẽ chuyển vào cái kênh nào để các thầy cô trên khắp mọi miền đất nước có thể tham khảo những tiết dạy minh họa, tiết dạy mẫu rất là hay như thế, và chúng ta sẽ học tập được các họ làm việc của mình ở những cái khía cạnh khác nhau để rồi là về thiết kế cho học sinh của mình được học hưởng thụ cái tinh tế đấy, đúng không ạ? Cái việc mà tích cực đấy để cho tiết dạy càng càng hơn. Đấy chính là cái kênh hành trang số. Thế còn cái kênh tập huấn này thì khi mà vào đây thì tôi ví dụ như là cái mà buổi tập huấn ngày hôm nay, cái slide trình chiếu bài nói chuyện của tôi ngày hôm nay. Rồi chiều nay chúng ta sẽ xem cái video tiết dạy minh họa. Như vậy thì tất cả những trách nhiệm đấy đều đưa vào trong cái kênh của nó này. Các thầy cô mà muốn biết thì sẽ vào cái kênh của chúng ta có thể có được. Đó. Tất nhiên là để vào thì ở đầu chương trình chiều hôm nay các thầy cô có thể để đầu chương trình thì cô nghe lại cái bản hướng dẫn của nhà xuất bản. Thì cô hướng dẫn chúng ta đó là tất nhiên là nó phải có một cái kênh chuyển giao, đúng không ạ? Đưa ra thông tin để các thầy cô có thể truy cập vào đó. Đấy, thì sau đó thì khi mà các thầy cô đã vào rồi, thì các thầy cô sẽ được thụ hưởng tất cả những cái sự hỗ trợ này từ các bạn rất là nhiều thứ, đúng không ạ? Kể cả những giáo án điện tử vân vân ạ, nó phải được chuẩn chỉnh đó, thì nó sẽ được đưa vào đây. Chứ còn thì một số các thầy cô của những cái buổi lần trước cũng có ý kiến hỏi chúng tôi là cô là bộ sách này bộ sách kia, họ hứa là họ sẽ cung cấp cho chúng em báo án điện tử những gì gì đó, thì sách của cô có cung cấp cho giáo viên hay không, thì câu trả lời các thầy cô là chúng tôi cung cấp một cách chính thống, và những sản phẩm mà chúng tôi cung cấp cho thầy cô ấy, là nó được thẩm định, nó được chuẩn bị một cách rất là kỹ càng, được thẩm định về mặt chuyên môn, về mặt hình thức, chuẩn chỉnh luôn, thì chúng tôi đưa vào trong những cái kênh này, và nó được lưu truyền ở cả quốc gia, trong đó là các nhà khoa học, các nhà giáo dục vân vân, các nhà chuyên môn người ta có thể cùng một ngành của chúng tôi, và các thầy cô là những người được thụ hưởng, chứ không phải là những cái giáo án điện tử mà cá nhân chúng tôi hay là đó mà tự làm nên rồi là cần gì cho các thầy cô. Chắc gì những cái sản phẩm đấy đã là đảm bảo được đúng cái yêu cầu về mặt chuyên môn cũng như là về mặt kỹ thuật đâu, đúng không ạ? Đó, cho nên là chúng tôi thì chúng tôi không hứa cái kiểu như thế, mà chúng tôi chỉ hứa với thầy cô là tất cả những cái sản phẩm các thầy cô cần, kể cả là giáo án điện tử, kể cả thậm chí sau đây sẽ có những cái video của học liệu, những cái video về tình huống về câu chuyện này nọ, phục vụ cho những bạn học này kia đó, chúng tôi cũng sẽ từ từ chúng tôi làm được tốt thì chúng tôi sẽ đưa vào. Còn đấy là những cái học liệu, đúng không thầy các cô? Đấy là những cái học liệu sẽ học là rất quan trọng. Đấy, chúng tôi hỗ trợ các thầy cô như thế, các thầy cô có thể là đao xuống để chúng ta sử dụng nó trong cái việc thiết kế các hoạt động của mình. Đấy. Như vậy có thể nói xin tóm tắt lại một câu đó là gì, là nếu các thầy các cô mà sử dụng sách giáo khoa của chúng tôi thì các thầy các cô đã được bộc hưởng rất là nhiều thứ đúng không ạ? Là sách giáo viên này được soạn sẵn trong một cái bộ giáo án gọi là cơ bản rồi đấy, thế rồi là có hỗ trợ thêm cho sách bài tập này để có thể làm dày lên, làm phong phú lên đấy, để lấp nước cả cái chỗ trống mà nếu như thầy cô nào còn non tay mình thiết kế các hoạt động thứ mình tổ chức ấy, nó chạy hơi nhanh, một thời gian dành cho chúng ta là tương đối nhiều đấy thầy cô. Tất cả các cô thử tưởng tượng là cái thời lượng là các cái bài giáo dục của chúng ta là tương đối nhiều thời gian đó. Đó, thì chúng tôi còn nói trước nhưng mà thì chúng tôi có thể bù các những cái kiến thức đấy hỗ trợ viên của các cô, và đặc biệt nó điện tử sẽ là người bạn đồng hành rất đáng tin cậy và đường trường lâu dài, đúng không? Rất là nhiều thứ cứ từ từ trong thời gian mà nó dịch chuyển từ đến là triển khai có cái gì mà chúng tôi cho là có giá trị và cần thiết thì bộ của chúng tôi sẽ chuyển cho chúng tôi làm. Như vậy chúng tôi với tư cách tham gia sẽ đồng hành với các cô trong những chặng đường tiếp theo trong quá trình sử dụng sách để làm lại thành một công nhân. Thì đấy chính là cái về phương pháp thì chúng tôi xin phép để dành cho buổi chiều ngày hôm nay. Khi mà chúng ta phân tích mổ xẻ cái tiết dẫn minh mã thì khi đó chúng ta sẽ bàn luận đến cái phương pháp nào, những cái tổ chức nào cần phải chú ý đến điều gì vân vân. Thì chúng tôi muốn là chúng tôi sẽ để lại đó để là nó không bị trùng ấy. Đó, thì chúng ta sẽ để lùi lại phía sau các thầy cô nhé. Trước sau rồi chúng tôi sẽ bàn luận với thầy cô về cái gì đó. Thế thì còn ở đây thì chúng tôi xin chia sẻ thêm các thầy cô về cái cách mà mình tổ chức dạy học chuyên đề. Thế thì bây giờ thì tùy thuộc vào mỗi một nhà trường sẽ tổ chức dạy học về chuyên đề như thế nào. Đấy, nhưng mà theo như chúng tôi hiểu và chúng tôi biết ấy, thì ba cái chuyên đề học tập mà đưa ra như vậy nó không nhất thiết là phải dạy cùng một lúc, tức là nó không phải dạy song hành giống như là một cái môn cạnh giữa bên cạnh cái môn giáo dục như thế nào, mà các cái chuyên đề này chúng ta hoàn toàn có thể tổ chức đợt đó, giống như kiểu mà các thầy cô là chúng ta làm kiểu là mỗi một cái chuyên đề thì nó sẽ độc lập, rồi sau đó thì các thầy cô sẽ cho các em một cái điểm chúng ta lưu lại là đã nó ra vào cái chuyên đề đấy. Thế xong đó, thế thì chúng tôi có một gợi ý như này các thầy cô nhé. Nếu như trường nào các thầy cô được chọn nhà trường thu xếp để mà các thầy cô được dạy cái chuyên đề học tập môn mình ấy, thì chúng ta có thể là đây chỉ là gợi ý về mặt chuyên môn thôi, chứ nó không nhất thiết là phải được áp dụng khi các thầy cô xây dựng cái kế hoạch dạy học chuyên đề. Kế hoạch dạy học chuyên đề là hoàn toàn độc lập với cái kế hoạch dạy học môn giáo dục kinh tế pháp luật. Đó, và như thế thì lực lượng thì là vẫn là các thầy các cô. Đó, cho nên các thầy cô cũng cần phải bàn bạc cụ thể cái này với nhà trường. Nếu như nhà trường chọn cái môn học của mình, thì các trường nào tôn trọng học sinh ấy, tức là cho học sinh chọn ấy, thì tôi tin là cũng sẽ có nhiều học sinh sẽ chọn học cái chuyên đề môn của mình đấy. Đó, thì nếu trong trường hợp mà có như vậy và nhà trường hoàn toàn tôn trọng như vậy để tạo điều kiện cho chúng ta được dạy môn cái chuyên đề này, thì các thầy, đây là một gợi ý của chúng tôi này, nên chăng bởi vì mình tổ chức độc lập mà, thì nên chăng mình tách nó ra là học kỳ 1 ý, thì mình dạy chuyên đề 1 và chuyên đề 2. Đấy, thì cái chuyên đề 1 là tình yêu, hôn nhân và gia đình ý, thì chúng tôi gợi ý là mình sẽ khởi động và mình sẽ dạy nó vào cái dịp 20/10. Đấy, 20/10 mình khởi động nó trước cái ngày 20/10 một tí. Đó, mình dạy hết cái phần lý thuyết đi, thì sau đó mình cái phần mà thực hành ấy, cái chuyên đề nó mang cái tính thực tiễn rất là cao. Đấy, nó có cái sự vận dụng trong thực tiễn rất là cao. Mà trong cái sách chuyên đề thì chúng tôi có thiết kế cái hoạt động tình yêu hôn nhân gia đình này là kết thúc nó là còn là tổ chức sân khấu hóa thôi, để cho các em xây dựng các cái kịch bản về tình yêu, về hôn nhân, về gia đình ấy. Đó, sau đó cho các em diễn thôi. Đó, thì chúng ta có thể lồng ghép cái nội dung kỷ niệm 20/10 của nhà trường vào với cái nội dung mình dạy cái chủ đề nào, cái chuyên đề nào, và kết thúc nó ở cái dịp kỷ niệm đúng là ngày 20/10 thì rất là tốt. Đấy là cái chuyên đề 1. Cái chuyên đề 2 ấy, là mô hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ, thì các thầy các cô nghe đã biết rồi đấy, là nếu đúng logic thì cái chuyên đề 2 này nên dạy sau khi mà đã kết thúc cái việc dạy chủ đề 4 ở trong sách giáo khoa môn giáo dục kinh tế pháp luật con người như ở trên đây. Và cái chủ đề 4 này ấy, thì nó có 5 tiết, nó là chủ đề mà đi sau cái chủ đề về tín dụng. Như vậy thì ít nhất ấy, là các thầy các cô phải dạy cái học kỳ môn là đã kiểm tra giữa kỳ xong rồi. Còn và dạy xong cái chủ đề 4 này rồi thì chúng ta mới triển khai dạy cái chuyên đề hai này được. Thì nếu mà làm được như vậy thì nó sẽ rất là tốt, bởi vì cái chuyên đề hai này chẳng qua là sự nối tiếp của cái các chủ đề chủ đề 4 về các mô hình sản xuất kinh doanh thì người ta nêu khái quát. Còn ở đây cái chuyên đề 2 này là mô hình sản xuất kinh doanh dành cho doanh nghiệp nhỏ. Đấy, thì nó chỉ là một cái ví dụ cụ thể ở trong thực tiễn về các mô hình sản xuất kinh doanh của đó. Cho nên nếu như mà khi mà triển khai dạy giáo dục kinh tế pháp luật lớp 10 mà xong được chủ đề 4 mà chúng ta thiết kế tiếp học chuyên đề 2 thì rất là tốt, để chúng tôi gợi ý đến. Thế còn cái chuyên đề 3 ấy, thì nó là pháp luật hình sự. Đó, thì vì nó là pháp luật, nó là một chuyên đề pháp luật, cho nên tốt nhất là chúng ta nên dạy nó vào kỳ 2 là cái học kỳ học về pháp luật, đúng không ạ? Thứ nhì là trong cái chương trình mà giáo dục pháp luật ở học kỳ 2 ấy, thì cái bài số 7, cái chủ đề số 7 chính là cái bài số 1 của học kỳ 2, đúng không ạ? Bài số 1 của pháp luật đấy, đó là pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tức là trong đó chúng ta nghiên cứu cái hệ thống pháp luật, các cái ngành luật, đúng không ạ? Để chúng ta có cái bài giới thiệu tổng quan. Thế rồi học sinh nắm được những cái đó rồi thì sau đó là trong đó thì pháp luật hình sự là một ngành luật, đúng không ạ, nằm trong cái hệ thống đó thì nó mới có lý được, và em rất dễ phân biệt để em phân biệt được là cái luật hình sự này với cái luật dân sự chẳng hạn, những cái luật khác ấy, nó khác ở điểm nào. Đấy, bởi vì chỉ có luật hình sự ở trong đó mới quy định đến tội phạm thôi, đúng không ạ? Những cái kia thì ta gọi là vi phạm thôi, chứ còn chỉ trong pháp luật hình sự này gọi là tội phạm. Đấy, thế thì mình phải học những cái kia đã rồi mình mới nói về cái pháp luật hình sự này thì nó càng. Chúng tôi xin mạng hội là hướng dẫn như vậy để các thầy cô lưu ý và đi về xây dựng cái kế hoạch đó với nhà trường cho nó phù hợp với các cô nha. Thì đấy chính là cái tổ chức dạy chuyên đề. Có một cái điều cũng cần nhấn mạnh, đó là cái đặc điểm dạy học chuyên đề. Thì có thể các cô biết là những cái chuyên đề được xây dựng này là những cái chuyên đề rất là sâu, kiến thức của nó rất là sâu, nó tập trung vào một cái lĩnh vực cụ thể rất là sâu, và nó mang cái tính ứng dụng ở trong thực tiễn nó rất là cao. Đấy, tôi lấy ví dụ như cái chuyên đề về kinh tế đấy, thì tôi nhìn học xong cái đó thì chúng tôi vẫn cứ nói là học sinh học xong cái đó thì em nào muốn lập nghiệp, em muốn thành lập một cái công ty, một cái doanh nghiệp nhỏ ấy, là hoàn toàn có đủ các cái kiến thức gọi là kiến thức cơ bản đấy, để mà triển khai được thành lập một cái doanh nghiệp nhỏ, chọn cái mô hình và thành lập một cái doanh nghiệp nhỏ của mình. Cái tính ứng dụng thực tiễn nó rất là cao. Đấy, và như ở trên tôi vừa giới thiệu, tức là các cái nội dung của chuyên đề học tập thì nó lại có cái sự kết nối với cái nội dung của môn giáo dục kinh tế pháp luật lớp 10. Đó, chính vì thế cho nên chính từ cái đặc điểm của các cái chuyên đề như thế này thì nó đòi hỏi các thầy các cô về mặt phương pháp, là khi mà chúng ta triển khai dạy học các cái chuyên đề học tập này thì nó đòi hỏi các thầy các cô là chúng ta cần chú trọng khai thác các cái trải nghiệm của học sinh. Mình mang tiếng nó là một cái chuyên đề thời gian thì rất là dài, ví dụ như là thì cô nào dạy chuyên đề 2 là được 15 tiết thì nó rất là dài, nhiều thời gian, nhưng mà cái nội dung để mình dạy về mặt kiến thức ấy, thì thực ra nó không nhiều lắm đâu. Nếu có thể cô nào dạy kỹ càng đi sang nữa thì giỏi lắm là hết một nửa, tức là hết được khoảng 6 tiết, tôi nghĩ là hết khoảng 6 tiết là hết những cái đơn vị kiến thức cần nói ở trong cái chuyên đề này. Thế sau thì này chúng ta làm gì? Đó thì nó đòi hỏi các thầy cô phải thiết kế những cái hoạt động trải nghiệm, những cái dự án khảo sát thực tế, sân khấu hóa, đóng vai, v.v. rất là nhiều. Ví dụ như là nếu mà tìm hiểu một doanh nghiệp nhỏ chẳng hạn thì các thầy cô lại hướng dẫn cho học sinh là mình phải áp đến một cái doanh nghiệp nhỏ nào đó, có thể là ngay trong địa phương, nhưng mà địa phương mà không có thì mình lại tham khảo ở trên mạng đúng không? Đấy, tức là mình làm cái giá biết, tức là mình phải áp đến một cái doanh nghiệp nhỏ của nó, xong là nghiên cứu cái hoạt động của người ta. Thì nếu mà ở địa phương ấy thì em có thể là phải tiến hành khảo sát thực tế, là có thể đơn đã đến đó rồi là trao đổi hỏi ha, để có sẵn một cái list giáo viên sẽ hướng dẫn ở trong bài nó cũng hướng dẫn này, cái list để hỏi để tìm cho nó ra doanh nghiệp nào là quy mô bao nhiêu, có bao nhiêu công nhân. Đấy, rồi thì là gì nhỉ, có các cái mặt hàng kinh doanh là như thế nào, lợi nhuận thì có hóa không, có gặp phải những cái thuận lợi gì, thuận lợi khó khăn gì đó. Nếu mà ví dụ như là nếu mà khó khăn ấy thì trong thực tế thì doanh nghiệp đã phát triển nó như thế nào. Đấy, hay là những cái bài học thành công, có lần nào bị thất bại không, vì sao lại bị thất bại như thế, có thể rút ra những bài học gì đấy, kiểu thế. Tức là chúng ta sẽ thiết kế cho học sinh một ít những cái nội dung mà cần phải khảo sát, thì sau đó em sẽ tìm hiểu, sau đó mình sẽ viết thành cái bài cái kết quả những khảo sát đó và về qua trình bày. Thì những cái nội dung đấy là nó sát luôn với những cái nội dung mà chúng tôi thiết kế ở trong cái chuyên đề này. Thế rồi sau đó thì có những cái quy trình để mà thành lập và tổ chức hoạt động của doanh nghiệp. Thì quy trình như thế nào, đi xin phép là làm sao, nó làm các thủ tục nó thì cần có những cái gì, cái bước nào, chờ đợi trong bao nhiêu lâu, cái thứ như thế là chúng tôi đều hướng dẫn hết. Thì cô thấy là nó khác tính thực tế khác thế thôi mà. Thì có thầy cô hỏi tôi là đến thời gian mà học sinh đi khảo sát như thế thì có tính vào cái số tiết của chuyên đề hay không, thì có chân là không cái 10 tiết hay là 15 tiết mà chương trình quy định này là đấy là tiết mà chúng ta trên lớp. Vậy thì cái 7, tôi lấy ví dụ như là nếu mà 15 tiết mà thầy cô giảm lý thuyết không phải thứ hết một nửa hết 7 tiết đi, vậy thì cái 8 tiết còn lại là gì? Cái 8 tiết còn lại là chúng ta trình tự để chúng ta thiết kế cho học sinh là trình bày cái kết quả, cái sản phẩm mà các em nó đã đi tìm hiểu thông qua cái dự án, thông qua cái việc khảo sát thực tế. Giống như kiểu sân khấu hóa thì các em ở nhà nó phải xây dựng kịch bản, rồi nó tập với nhau, rồi nó đóng vai với nhau đấy ạ. Nó như thế. Thế còn là chúng ta chỉ tổ chức cái buổi mà nó sân khấu hóa đấy, là cái tổ chức cái buổi mà nó biểu diễn ở trên lớp, thì cái buổi mà thầy cô tổ chức biểu diễn trên lớp đấy mới được tính vào cái số tiết mà chúng ta thực hiện chuyên đề chứ, đúng không thầy cô? Đấy. Tương tự như là nếu mà khảo sát thực tế để tìm ra cái mô hình của doanh nghiệp nhỏ ấy, thì em cứ đi làm, còn cứ làm bao nhiêu lâu đó không ai tính cả, bởi vì nó giống như cái hoạt động trải nghiệm ở ngoài lớp ấy. Nhưng mà sau đó thì các em nó phải chuẩn bị cái sản phẩm như thế nào đó để quay trở về với lớp và nó trình bày, viết bài, nó trình bày, nó chính là chụp ảnh này, quay video này, ghi âm với bài cái phần gọi là trao đổi phát biểu của chủ doanh nghiệp và nó khảo sát được chẳng hạn. Và chúng ta hãy dành thời gian để cho các nhóm như thế họ trình bày, các em nó trình bày lại đến kết quả mà nó đã thu thập được xoay quanh những cái vấn đề mà chúng ta đặt ra. Thì cái thời gian mà các em nó trình bày những cái kết quả đấy thì được tính vào lần lên lớp, đúng không nhé? Và tôi thì tôi lại nghĩ là nếu mà trong một cái chuyên đề nó có rất là nhiều thứ để mà khảo sát như vậy thì có thể là vô thứ từ chúng ta cắt ra từ từ chúng ta đưa ra một cái viết để cho học sinh đi tham khảo, quay trở về thì sẽ trả bài từ từ, chúng ta cứ diễn ra từ từ theo tiến trình đấy, cái lộ trình của những cái kiến thức ở trong chuyên đề đó thì nó rất là hay. Thực ra cái chuyên đề rất là thích thầy cô đó. Đấy, thì chúng tôi chỉ chú ý đến các thầy cô đó là cái tính trải nghiệm này, cái tính thực tiễn này, và thông qua đó thì các thầy cô chú ý đến cái việc đó là định hướng nghề nghiệp, làm cũng có gợi mở cho sinh viên này quan sát như thế cũng nhận ra xem là bản thân mình có những cái tố chất nào và phù hợp với những cái mô hình nào, đúng không? Đấy, ví dụ như vậy là sẽ có ý tưởng sau này mình sẽ lựa chọn mô hình nào, nếu như là mình là doanh nghiệp mình có những tổ chức sản xuất kinh doanh, mình là doanh nghiệp nhỏ, ví dụ như vậy. Đó thì tôi muốn chia sẻ về cách mà các thầy cô triển khai cái chuyên đề dạy học cũng cần phải rất là lưu tâm để làm sao cái việc tổ chức dạy học các chuyên đề của chúng ta nó xứng đáng vào một cái chuyên đề chuyên sâu thầy cô nhận. Thì bây giờ chúng tôi sẽ nói nhanh một chút về cái chuyện kiểm tra đánh giá. Thế thì cái điểm mới của kiểm tra đánh giá thì chắc là trong số thầy cô thì đã được học rất là nhiều các mô đun khác nhau, đúng không ạ? Ví dụ như có mô đun 3, bồi dưỡng các thầy các cô về kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển đánh giá phẩm chất và năng lực của người học, đúng không? Thì chúng ta cần chú ý những cái điều đó là cái việc kiểm tra đánh giá bây giờ thì nó hướng đến cái mục tiêu là chúng ta phải đánh giá cái độ đạt được của học sinh không phải chỉ là tính thức như trước đây, mà phải đánh giá cả về phẩm chất và năng lực của học sinh, và trong đó đặc biệt chú ý đến ghi nhận sự tiến bộ của học sinh. Bởi vì cái phẩm chất và năng lực của học sinh thì nó không thể hình thành ngày một ngày hai được, và nó phải là cả một quá trình. Đấy, và vì thế chúng ta ghi nhận cái sự tiến bộ của học sinh trong những người được quyết định trong sự phát triển bản thân. Tôi lấy ví dụ thế này, tôi lấy ví dụ như là cái năng lực giao tiếp của hợp tác. Thì chiều nay các thầy các cô sẽ xem cái video dạy minh họa và sẽ thấy là giáo viên tổ chức làm việc nhóm rất là nhiều. Và khi xem xong như thế thì những cái buổi tập huấn trước là một số thầy cô ở cái vùng khó khăn thì các thầy các cô có chia sẻ là cô ơi, cái hình thức mà dạy như này thì nó chỉ phù hợp với học sinh ở thành phố thôi, học sinh thành phố giỏi quá, học sinh thành phố năng động quá. Đấy, rồi là rất là dặn phát biểu rồi làm hết mọi thứ. Cô giáo yêu cầu làm gì là làm rất là nhanh, thậm chí là làm xem học sinh làm còn thấy thích hơn cả cô giáo. Và các thầy cô nói có một cái ý nữa là học sinh của chúng em thì lại nó còn yếu lắm, cho nên là nó không phát biểu đâu, nó không thảo luận đâu, nó không tham gia được như thế đâu, và chính vì thế thì có thể là chúng em không tổ chức được như thế đâu. Thì chúng tôi xin lưu ý với các cô là bây giờ là lúc mà chúng ta không còn thử nghiệm nữa. Những thầy cô làm được không có nghĩa đấy là những sáng kiến nữa như sáng nay tôi đã chia sẻ, mà bây giờ là chúng ta phải làm. Và trong một cái tiết dạy này thì bây giờ bộ quy định là đủ là một cái hoạt động này, thì các cô không tổ chức một cái hoạt động này thì con cô lại quay trở về cái hướng dạy học cũ là chúng ta sang. Nhưng mà khi chúng ta tổ chức ra rồi thì chúng ta lại bảo là nếu không tổ chức thì học sinh nó không tham gia đâu. Thế thì các thầy cô làm gì? Các thầy cô làm thế nào? Thì chúng tôi lưu ý các thầy cô là những cái điểm yếu của học sinh như vậy thì mong các thầy cô ở cái bước đầu tiên là chúng ta phải nhẫn lại và kiên trì một chút. Nhẫn lại kiên trì với chính bản thân chúng ta, với các giáo viên. Bởi vì tôi biết là trong số các thầy cô cũng giống như tôi. Tôi là năm nay đã 63 tuổi, là một cái người rất có nhiều kinh nghiệm, có cái đường trường giảng dạy ở Đà Nẵng và tất cả các đối tượng, rất tự tin với năng lực thuyết trình, rất được học sinh các thứ là nên là rất là thích nghe thuyết trình. Nhưng bây giờ nếu mà mình vẫn cứ tự tin vào cái đó mà mình tự mặc định là cứ giỏi cái đó, tôi làm, cứ tin là người học sẽ học tốt với cái cách của tôi, vì trong điều kiện của nó, nhất là trong điều kiện của nó không phù hợp. Nếu mà chúng ta vẫn tiếp tục duy trì cái điều dạy của đấy là chúng ta không làm được nữa. Thế thì trước hết các thầy các cô phải vượt qua chính bản thân mình, tức là chúng ta làm tổ chức nào. Sau tiếp theo là chúng ta phải hướng đến làm thế nào để giúp cho học sinh vượt qua được chính bản thân mình, vượt qua cái sức ì, vượt qua cái hạn chế của các em. Đó, bằng cách là phải kiên trì thôi. Học sinh mà nhút nhát thì mình vẫn phải tổ chức cái các cái hoạt động. Rồi sau đó mình sẽ để nhắc nhở, mình khuyến khích, mình hướng đến, mình quan tâm đến những đối tượng nó đối như vậy. Mình khuyến khích, mình mời các em phát biểu, mình mời các em lên trình bày kết quả của nhóm. Còn nếu các em rút nhát, các em làm chưa thật tốt, chưa thật tốt thì chỉ cần một chút thôi chúng ta đã có những lời nói thêm rồi. Rồi chúng ta đừng lo, là nó lên nó trình bày như vậy thì nó ảnh hưởng đến kết quả thảo luận của nhóm đấy. Các thầy cô lại lắng lại một chút, cứ cho em trình bày đi, rồi sau đó thì các thầy cô sẽ mời tiếp là các bạn ở trong nhóm nó còn cần bổ sung thêm gì nữa không, là sao thôi mà. Nhưng ít nhất chúng ta đã làm một việc rồi, chúng ta khuyến khích cái học sinh đó họ đứng lên họ phát biểu, và đến lúc em nó được một chút thôi thì đấy đã là một việc cái bạn nhất rồi. Và chúng ta nói ghi nhận cái sự tiến bộ của học sinh là như vậy các bạn. Và cứ như vậy các thầy quan tâm đến học sinh nhé, thì chúng ta sẽ từ từ chúng ta sót đắt học sinh lên, đúng không? Chúng ta thúc đẩy để các em vượt qua được cái sức tiến bộ phát triển đấy là người văn của Kha thì đấy là rất là tốt. Cho nên trong cái kiểm tra đánh giá thì không vì thế mà thầy cô cứ mang học sinh này đi so bì với học sinh khác. Thì trong lớp chúng ta chỉ có một nhóm là nó tích cực như thế thôi, nó đang xuất sắc ở những cái năng lực mà chúng ta yêu cầu, còn lại cũng rất đông học sinh nó còn đối ở cái này cái kia. Cho nên các thầy cô chú ý kiểm tra đánh giá và hướng đến việc ghi nhận sự tiến bộ của học sinh, đặc biệt là các thầy cô tiếp tục theo học sinh là. Thế bây giờ về chúng tôi nói cụ thể hơn về hình thức kiểm tra đánh giá thì môn học của mình thì là có hai cái hình thức đánh giá. Một là đánh giá thường xuyên thông qua đánh giá kiến thức, kỹ năng và năng lực học sinh khi tham gia vào các hoạt động học tập. Trong tiến trình mình tổ chức thì mình có một series các hoạt động mà ngày nào cũng như buổi nào cũng như buổi nào chúng ta để tổ chức các cái hoạt động và các yêu cầu mọi học sinh đều phải tham gia. Và như vậy nếu các thầy cô mà không có đánh giá, không có nhận xét, không có khen ngợi, không có nhắc nhở thì học sinh sẽ không thể tự giác được với tất cả những cái gì mà chúng ta yêu cầu. Cho nên là nó sẽ có cái đánh giá thường xuyên này. Thứ hai đó là cái đánh giá định kỳ. Thì môn học của chúng ta là thuộc loại môn có 70 tiết trở xuống. Tại vì nó có cái loại môn mà 70 tiết trở lên, những môn lớn như là toán, khoa học tự động thì cái môn của mình thì theo cái thông tư 22 của Bộ Giáo dục Đào tạo trang giá theo chương trình mới này thì quy định đó là chúng ta sẽ có hai bài kiểm tra định kỳ và cuối học kỳ và sẽ được đấy là hai bài đánh giá định kỳ và thời lượng nó sẽ được diễn ra trong một tiết, tức là bài nào cũng là 45 phút thôi, đúng không? Và sẽ được tính bằng điểm số là điểm vượt. Thì bây giờ tôi sẽ nói đến cách tính kết quả học tập của chúng ta. Thì tôi đang nhìn trên màn hình đó là cái này xin lỗi nhá, cái này là bạn cũ có cái lỗi đó là chia cho 8 chứ phải chia cho 6 thì quả. Đây tôi sẽ nói nha. Ở mỗi học kỳ các cô hãy chuẩn bị cho học sinh là đánh giá thường xuyên thì hầu như bài nào cũng có đánh giá thường xuyên, đúng không ạ? Nhưng mà các cô chủ định trong một học kỳ và mình chọn ra những cái hoạt động nào đó để chúng ta có ra được cái điểm đánh giá thường xuyên đấy để tính vào cái kết quả học tập cho học sinh. Như vậy cụ thể là trong một học kỳ thì chúng ta sẽ có 3 cái điểm đánh giá thường xuyên. Đây cô thấy không? 3 điểm đánh giá thường xuyên. Chúng tôi có mở một ngoặc đó là trong đó có một điểm là những từ chuyên đề học tập tự chọn. Tức điểm đây nó có một câu chuyện đó là như ở trên tôi được nói với cô đấy, nếu ở trường các thầy cô có tổ chức dạy học chuyên đề học tập nhá, nếu ở trường các thầy cô có tổ chức dạy học chuyên đề học tập môn giáo dục kinh tế văn hóa mà học sinh chọn học môn giáo dục kinh tế văn hóa cũng chọn học chuyên đề giáo dục kinh tế văn hóa thì các em sẽ được 3 điểm như sáng nay tôi nói, đúng không ạ? Có 3 chuyên đề có 3 điểm không? Nhưng mà trong những học kỳ đó, trong những học kỳ đó đến như tôi nói, trong những học kỳ đó mà các em học một chuyên đề thì chúng ta có thể được lấy cái điểm chuyên đề này. Còn nếu học hai chuyên đề học tập thì nó được chọn một trong hai cái điểm đấy. Tất nhiên là chắc là thường là chọn cái môn cái chuyên đề có điểm cao hơn, đúng không ạ? Thành một điểm là một chuyên đấy. Cho nên nói chung em câu thì tôi vẫn đang đùa là cái chuyện mà dạy học chuyên đề mình chọn này nó chả khác gì câu chuyện là nó là cái lĩnh vực mà cần tìm hiểu thêm hơn, đúng không? Chúng ta khuyến khích học sinh tìm hiểu thêm hơn và có cái điểm mà chúng ta đánh tính là cái điểm đánh giá thường xuyên để số 1, đúng không? Cho nên là vấn đề là để xem điểm kết quả, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta trở lại câu chuyện này, điểm trung bình của học sinh trong học kỳ sẽ gồm có này 3 điểm đánh giá thường xuyên nhân với số 1 cộng với 1 điểm kiểm tra dự kỳ nhân với số 2, như vậy là 5 rồi, đúng không ạ? Và 1 điểm kiểm tra cuối kỳ nhân với số 3, như vậy là 8. Như vậy tổng cộng của chia cho 8 là 4 nhé. khi mà tôi làm cái này là tôi cũng rất là cái ba cái thường xuyên kia là trong đầu đến là tính trung bình là lấy một điểm rồi, thì nếu thế thì chỉ còn là một số một thì cộng với lại cái điểm giữa kỳ nếu ba cái điểm thường xuyên có thể có cô cộng vào xong là chia trung bình ra lấy một điểm thôi thì nó sẽ một số một trong đó chia được 6. Còn nếu các thầy cô để ba điểm thường xuyên cộng vào xong chưa chia trung bình của bạn cộng với điểm kiểm tra định kỳ nhân đôi cộng với điểm kiểm tra định kỳ nhân ba tức là chúng ta có một điểm trung bình của học kỳ, sẽ có một điểm trung bình để của học kỳ 1 và điểm trung bình của học kỳ 2. Sau khi có điểm trung bình của học kỳ 2 rồi thì các thầy cô sẽ tính điểm trung bình của môn học để thi vào học bạ cho học sinh. Đấy, thì cái điểm trung bình theo công thức đó là điểm trung bình của 1 nhân số 1 cộng với điểm trung bình của 2 nhân số 2 là tất cả chúng ta chia cho 3 sẽ ra cái điểm trung bình của môn học nhé. Như vậy là cái kiểm tra giá trước hết là chúng ta như vậy. Thứ hai ấy, là ở đây chúng tôi cũng có thêm chi tiết nữa là cái bài kiểm tra giữa kỳ và bài kiểm tra cuối kỳ ấy, thì chúng ta sẽ tiến hành trong vòng một tiết 45 phút và dưới dạng của bài thi trắc nghiệm. Thì vừa rồi là chúng tôi cũng làm chủ nhiệm chương trình này, tức là Bộ Giáo dục và Đào tạo mới triển khai cái đề án đó là xây dựng cái ma trận đề và bản đặc bản đề kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ cho môn học của mình. Đấy. Thế thì tới đây thì các cô không cần suy nghĩ đâu, chúng tôi đã làm xong rồi và hiện tại là đã được đưa đến rồi. Sau khi mà được thẩm định xong thì cái chúng tôi sẽ biên soạn nó thành một cái tài liệu hướng dẫn và sẽ gửi đến các thầy các cô như là có cái đợt tập huấn cho cả cái cán bộ quốc cán và trung học cơ sở thì đã làm rồi, còn trung học phổ thông là bây giờ lớp 10 chúng ta mới bắt đầu triển khai mà có thể là tôi hy vọng là trong một thời gian ngắn nhất thì các thầy các cô bắt đầu bước vào năm học và triển khai thì cái tài liệu đó nó đã xong và khi đó thì sẽ gửi đến các thầy các cô là căn cứ vào cái ma trận đề và cái bản đặc tài gì đó ở đó là quy định là căn cứ vào cái yêu cầu của đảng chương trình để quy định xem là trong mỗi một cái chủ đề của chúng ta thì nó sẽ có bao nhiêu câu hỏi trắc nghiệm và có bao nhiêu câu hỏi ở cái bài học như là xây dựng cái ma trận này và nó sẽ giống như là ông Lan mà bọc thuốc ấy mà chúng ta đã kê thuốc rồi. Kê đơn thuốc rồi là chính là cái hàng nó sẽ phá hồn từ thầy cô. Sau đó thì các thầy cô sẽ bóc con, đó là thầy cô chuẩn bị sẵn của số các cái câu hỏi trắc nghiệm, một số các câu hỏi trắc nghiệm như vậy cho được vào. Sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu bóc. Nếu bạn bóc cho là hàng bài này số 1 này thì có mấy câu là trắc nghiệm liên quan và ở cấp để biết có được mấy câu ở cấp không hiểu. Đó, chúng ta bắt đầu bóc vào, chúng ta bắt đầu đặt thì chúng ta sẽ xây dựng các cái đề kiểm tra định kỳ và định kỳ. Hy vọng là sau cái đợt tập huấn của bộ về sau đây sẽ có cái đợt tập huấn của bộ tập huấn về cái đề ra đề nào nữa thì là bộ sẽ làm được nó có những đề kiểm tra định kỳ. Tôi làm xong rồi tôi cũng quản lý cho thầy cô là cái đề kiểm tra định kỳ như đấy nó có cái cấu trúc 70% là câu hỏi trắc nghiệm khách quan, giống như là khi tốt nghiệp không giờ là điểm sẽ là 7 điểm cho câu hỏi trắc nghiệm khách quan, còn lại là sẽ có 3 điểm cho câu hỏi trắc nghiệm tự luận, còn là tự luận có 3 điểm. Có thầy cô ở các trường cũng có hỏi chúng tôi là sao không cho trắc nghiệm khách quan hết để cho học sinh được có cơ hội sửa chữa kỹ năng như trắc nghiệm đó sau này thì điểm nó tốt. Thì xin đưa các cô là do cái đặc trưng của cái phương thức và phương pháp như thế thì với chúng ta cũng phải trách nhiệm được 100% là có trong tiến trình chúng ta học với cái việc phát triển năng lực như thế này có lý do của những con đò mà chúng ta phát triển các chất là ăn được. Những cái bản chất điện các con đấy không cho chúng ta lau được những con chất, đúng không ạ? Cho nên để được ám động là tình cảm trách nhiệm gì nữa. Đấy, cho nên là những cái năng lực khác nữa, năng lực là giải quyết vấn đề, là thuyết trình, viết ra một cái bài trình ngắn chấp khoảng từ 5 đến 10 dòng để nói về cái này nói về cái kia, thì rõ ràng là cái thông tin chất liên quan nó không có cơ hội để mà là chúng tôi quyết định là chúng ta vì tóc ước khoảng 3% nó là 3 đến 1% nữa để cho để nó để vô nhanh. Như vậy là vô với bước nhanh, như vậy cũng vô dương mà sau này khi mà chúng ta dạy là đi từ tuổi trẻ con đi thế nào tôi có thể vô cả nhanh thế này, tức là vì một mình dạy kinh tế thì mình dạy đến giữa vì một mình sẽ kiểm tra dự thi, đúng không ạ? Nên mình cứ làm con tôi nghe nói là học vì một là có 18 còn học thứ hai là 17 còn, đúng không ạ? Cho nên cái việc mà chia 50 thế này 50 là lần một tí thì sao đâu nên nó không có nên xin một tí bởi vì là nguyên một tuần tức là thêm 2 tiết nên một tuần là thêm một tuần là thêm 2 tiết. Chúng ta luôn để cân nhắc xem chúng ta thêm cái gì đó để mà nó cân để chúng ta kết thúc cái học 11 là nó được 10 tháng rồi đó. Đó thế thì cái chúng ta chia đôi đến nửa như là hết tuần thứ 9 chúng ta kiểm tra thực kỳ, đúng không? Rồi mà sang đến cái con số 18 nữa thì mình cũng một cái đó thì ví dụ như vậy. Thì có câu hỏi là cái đề ra thì như thế nào, như thế nào là chạy đến đâu thì ra đến đó. Ví dụ như là mình xây dựng cái ma trận đề rồi chúng ta ra đề cho bài kiểm tra dự thi 1 thì nó sẽ chuyển vượt hạng. Em tôi thì hiểu là nó vượt hạng bài ngân sách. Về sau bài ngân sách nhà nước là vượt hạng kiểm tra được rồi. Thì chúng ta sẽ ra đề đến đó. Sau đó đến kết thúc học kỳ thì chúng ta sẽ phải ra đề, có câu hỏi là đề đấy nó có bao gồm những cái bài mà kiểm tra được trước không? Thì câu trả lời là có. Tức là cái đề cuối kỳ của mình thì nó sẽ phải bao gồm tất cả các bài. Như vậy là cái bài thi kết hợp của chẳng hạn nó phải bao gồm cả 6 cái chủ đề của kinh tế. Tuy nhiên cái tình trạng của 3 cái bài đầu mà chúng ta đã kiểm tra những kỳ rồi nó sẽ ít hơn so với 3 cái bài sau. Tình trạng của nó sẽ ít hơn. Ví dụ là nó chỉ chiếm được khoảng 35 cho đến 40% trong đề thi là mình có tải có được dành đến 50-60% thì dành cho 3 và 6 trên 10 đó. Nhưng mà nó vẫn phải giải hết chứ không phải là chỉ là chúng ta 3 cuối. Có cái cô cũng hỏi luôn là đề thi của hết năm cái đề thi mà của hết năm thứ 2 có bao bằng cái bài của 11 không? Câu trả lời không. Tức là đó là 11 thì xong rồi thì kết thúc phần kinh tế là xong, thì phần 2 là phần pháp luật toàn bộ các bài điều tra dự kỳ là bài để pháp luật đó. Như vậy là chúng tôi sẽ mô tả vậy thì chúng ta được thì vấn đề xung quanh nếu còn cái gì mà chưa là rõ thì chúng anh sẽ hỏi để chúng tôi sẽ tiếp tục giải đáp không nhá. Bây giờ thì chúng tôi hướng dẫn các thầy cô xây dựng kế hoạch dạy học và soạn đoán. Về kế hoạch dạy học thì coi như là tôi đã hướng dẫn xong rồi. Từ đấy đến giờ hướng dẫn xong rồi, các cô sẽ căn cứ vào cái thông tư 5512 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau đó đánh ra cái phụ lục số 2. Phụ lục số 2 trong thông tư 5512 là cái mẫu để xây dựng kế hoạch dạy học của các cô. Thì còn xây dựng như thế nào thì đấy tất cả những điều bây giờ tôi trình bày đã có. Nó chia nó ra số tiết của giáo viên đấy, số tiết của phần tập của phần nào. Đấy, chọn phương án mấy tiết để kiểm tra đánh giá điểm điểm của các cô. Sau đó lắp các cái bài vào, lắp cái số tiết mà chúng tôi đã hướng dẫn ở trước vì còn ngoài ra các cô phải nhắc đó. Thế là chúng ta sẽ có được kế hoạch dạy học của mỗi buổi rồi dừng lại ở đâu để đi học kỳ mà mình học thì về cái kế hoạch dạy học của cô thì cũng sẵn sàng cô đã hoàn toàn có là gì. Có cô các cái lần trước là cũng xin các thầy cô là rất là thích mì ăn liền, rất là có sẵn sản phẩm. Các thầy cô xin là cô cho cô em xin cái kế hoạch dạy học của cô. Các thầy cô là chúng tôi thực ra thì cái đấy chúng tôi cũng có, nhưng mà đương nhiên con vô lý bởi vì là đó tôi vừa nói số tiết ở trong từng bài đâu có bắt buộc mà theo cái chỉ dẫn của tôi đâu, cho nên là rồi cái lựa chọn thời gian của kiểm tra đánh giá vân vân nó cũng khác, cho nên là không tôi nghĩ là những việc mà trên thực tế này nó đơn giản là chúng tôi đã hướng dẫn rất là tỉ mỉ rồi, có mẫu rồi, chúng tôi năm năm họ ra cho chúng ta mẫu rồi. Thì bây giờ vấn đề chỉ còn ở chỗ là chúng ta sẽ soạn báo án như thế nào thôi. Đấy. Thế thì thưa thầy cô là theo thông tư 5512 của Bộ Giáo dục Đào tạo hướng dẫn cái việc là soạn giáo án theo cách mới, chương trình mới thì nó khác với cái giáo án mà truyền thống mà thầy giáo cô đang thực hiện, mà nó khác là đúng không? Đúng không? Bởi vì là mọi thứ nó đang thay đổi hoàn toàn, nó đang chuyển dịch theo hướng dạy học phát triển phẩm chất là các lựa chọn của cho nên là bảo bạn cũng là như thế. Thì chúng tôi tìm chia sẻ của thầy cô với điểm sau đây. Điểm thay đổi nhất ấy, đó là cái điểm xác định mục tiêu của bài học. Thì theo giáo án mới bây giờ bộ yêu cầu chúng ta là phải xác định đủ 3 mục. Một là mục tiêu về kiến thức, hai là mục tiêu về năng lực và 3 là mục tiêu về phẩm chất. Thì cho nên là trong cái giáo án của cô tôi sẽ được học là đủ 3 mục này. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn là người này ở cái mục thứ nhất thì án nhỏ này mục tiêu của mình thì các thầy cô sẽ xác định nó như thế nào. Thì như ở trên chúng tôi đã có cái trình bày của thầy cô là việc xác định cái kiến thức dạy chưa khó bởi vì nó đã được xác định kỹ càng trong yêu cầu bài giảng trên trình độ. Vậy thì xin các thầy cô là các thầy cô lấy luôn cái yêu cầu bài giảng mà chúng tôi đã xác định ở trong các bài này về kiến thức, nêu được khái niệm, trình bày được các đặc điểm, nếu mà phân tích được các ý nghĩa gì đó để điều thức của cô phải học và như vậy đừng thêm đừng bớt đi như vậy đó thì chính là bây giờ để một tên nhỏ về mục tiêu về năng lực thì sáng nay lúc mà trình bày về cái sơ đồ của các năng lực chúng tôi đã có định là luôn rồi. Thì bây giờ cô sẽ xác định ở đây trong cái bài này phát triển cho năng lực cái sẽ lựa chọn 3 cái năng lực chung và 3 cái năng lực của đấy. Và trước đây là cô có xếp còn 6 cái năng lực đó vào, sau đó các cô sẽ cân nhắc kết thúc sau khi mình soạn xong hết mọi thứ rồi các cô hoàn thành nhịp thì các cô bây giờ hãy tính lại được là mình nên để lại cái năng lực này nếu mà cái con đây là tôi đang hướng dẫn theo kiểu là hướng dẫn to đúng không? Hướng dẫn các to hướng dẫn coi như là gọi là thế nào nhỉ, rất là thực dụng đấy, tức là mình thiết kế tất cả các hoạt động ở dưới không cần nhìn ngược lên để xác định mục tiêu họ con dương lại xác định mục tiêu xong rồi thì có thêm được ở dưới thì nếu mà thêm mà nó thành số xác định mục tiêu nào thì ở dưới này cô phải thiết kế những hoạt động tương phúc để như tôi nói của cô ấy là từ cô phải thiết bị được cho đồng tiền nghe, thiết bị được cho cả cô quản lý biết là cái mục tiêu số 1 này ở trong và cái xác định là gì tôi đã triển khai thông qua hoạt động này, thông qua những kiến thức này hoặc là thông qua hoạt động này của trong bạn. Thì nếu chúng ta cứ xác định ra mà chúng ta không có cái gì mà lựa chọn ra được đó. Tiếp theo là những con chat của bố là C nhỏ, là về con chat của riêng. Bố cân nhắc xem là trong bài mình nên hướng đến phát triển trẻ sinh viên trong đó. Vì sáng nay cũng quản lý của cô có 3 con chat và bắt đầu đưa vào cũng chúng ta. Đó là phẩm chất chăm chỉ trong cuộc trách nhiệm của bạn, đúng không? Thì đừng có cũng còn thế mà nhiều khi nhé, cả chương trình tài nào nếu mà thầy cô cứ chăm chỉ trong thực trách nhiệm mà quên mất phẩm chất phương án và yêu nước ấy, là chúng ta cũng có vấn đề, là cho nên ta cũng bỏ ý từ nhìn ngược lại là toàn bộ chương trình không soạn là chúng ta tại sao môn học mà chúng ta không đáp ứng được thì yêu cầu của đại học của chương trình của chung đó là đúng đúng phát triển năng lượng trở lại, cho nên có những bài này không có phải khác là có những cô nha để chúng ta phải cân nhắc em có đi tiêu trong cái bài nào có cái nội dung có liên quan, đúng không? Phải có cái hoạt động có liên quan chúng ta góp phần phát triển năng lượng trở lại những phẩm chất để yêu nước để hạ là ưu tiên để đưa nó vào khi xác định mục tiêu. Như vậy chúng tôi hướng dẫn nhau như vậy thì cách xác định mục tiêu của bạn học. Nhưng mà chúng tôi lại chú ý đến cách biết của mục tiêu vậy. Chúng tôi có hẳn một cái bài soạn mẫu và bây giờ các thầy cô nhìn thấy trên màn hình chúng tôi chụp một cái bài ở trong sách và viết đây các thầy cô. Đấy, các cô sẽ nhìn thấy đây chính là một cái trang của sách giáo viên. Tôi chọn chúng tôi chụp lên để đưa dữ liệu cho cô đang trình bày đó. Sau này khi mà có sách giáo viên ấy thì cô có cái bài này, chúng tôi soạn những cái này thì chúng tôi mô tả với thầy cô cái điều mà tôi vừa nói với cô đấy, điều kiến thức này, bài số 1 là nền kinh tế và các chủ đề nền kinh tế. Bài số 1 là chúng nó là các hoạt động kinh tế cơ bản ở trong đời sống xã hội thôi. Bài số 1 thì cái kiến thức của cái bài này ấy, thì trong yêu cầu vận tải chỉ có mỗi một dạng thôi, đó là nêu được vai trò của các hoạt động kinh tế cơ bản trong đời sống xã hội. Thế thì lần mục tiêu về kiến thức của cái bài này chỉ có một cái nền tảng thôi, nhưng mà thực hiện rất là bền đấy, đúng không ạ? Bởi vì nó lại có 4 cái hoạt động kinh tế cơ bản, 4 hoạt động kinh tế cơ bản là một cái nền tảng thôi, nhưng mà nội dung của bên trong cũng rất là lớn. Về mặt kiến thức thì bây giờ về mặt năng lực các thầy cô đã nhìn thấy chúng tôi thiết kế như sau. Chúng tôi có cái cạnh đầu vào thứ nhất đó là năng lực chung đó. Và các thầy cô đang thấy chúng tôi viết ra 3 cái năng lực chung, đó là năng lực tự chủ tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo. Chúng tôi lưu ý các thầy cô một điều là nếu các cô copy 3 cái năng lực chung này, đặt tên của 3 năng lực chung này đặt lên thì không như thế thôi thì vô tình ấy là tất cả những cái bài soạn của chúng ta, những cái năng lực này nó đều giống nhau và điều đấy là vô lý. Và vì thế thì chúng ta phải biết nó một cách khéo léo, tức là nó phải thể hiện được là chúng ta phát triển những cái năng lực đó thông qua cái hoạt động dạy học của cái bài này cơ nhá, thấy không? Đó. Và vì thế thì chúng tôi biết như thế nào, chúng ta để cô xem như vậy đã khéo chưa nhá. Năng lực tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về các hoạt động kinh tế cơ bản trong đời sống xã hội. Học sinh tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về các hoạt động kinh tế cơ bản trong đời sống xã hội. Bài này là bài nghiên cứu viên đó mà. Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện nhiệm vụ học tập. Nếu mà viết chính xác này là để thực hiện nhiệm vụ học tập, để thực hiện những hoạt động học tập. Cái thứ ba là giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống đặt ra trong bài học và trong thực tiễn cuộc sống liên quan đến các hoạt động kinh tế đó. Thì các thầy cô đang nhìn thấy đó là cái cách mà chúng ta biết cái mục tiêu này thì cần phải chú ý đến việc gắn cái việc hình thành những cái năng lực này trong nội dung của nó, các hoạt động của bài học. Tiếp theo này đến năng lực đặc thù. Đấy, thì các thầy cô đang thấy là trong trường hợp này đây là cái bài mang tính khái quát về các hoạt động kinh tế cơ bản trong đời sống xã hội, cho nên mình không biết tìm ở đâu ra cái năng lực đặc thù để phát triển bản thân là cái quả. Vì thế thì chúng tôi quyết định là chỉ chọn ở đây hướng đến có 2 mục tiêu thôi, đó là phát triển năng lực điều chỉnh hành vi và năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế đó. Để viết ra được những cái chỉ báo cho cái năng lực điều chỉnh hành vi và năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế xã hội này. Thì tôi mong các thầy các cô là chúng ta trở lại với chương trình giáo dục phổ thông tổng thể môn giáo dục công dân, và khi mở ra thì các thầy các cô sẽ thấy ở trong chương trình đấy có một cái bảng và chương trình liệt kê hay là mô tả những cái yêu cầu cần đạt cái năng lực đó cho ba cái năng lực đặc thù này của môn giáo dục kinh tế pháp luật, tức là dành cho trung học phổ thông, dành cho các trung học cơ sở và dành cho các tiểu học này đó. Và các thầy các cô sẽ chụp nó lại hay là copy nó ra giống như cùng cái bảng con ấy, là chúng ta để trước mặt để làm gì ạ? Đó là những cái chỉ báo về những cái năng lực đặc thù này thông qua các bảng có hiệu quả. Và các thầy các cô thử nhìn vào trong đó, khi chúng ta viết về cái năng lực điều chỉnh hành vi đó, thì các thầy các cô sẽ tra vào trong cái bảng đó ở cái phần chỉ báo về năng lực điều chỉnh hành vi. Thì trong chương trình đã chỉ ra những cái biểu hiện như thế nào, của cái năng lực điều chỉnh hành vi các thầy các cô ạ. Đó, và chắc chắn là trong đó có thể sẽ có những cả những cái câu chữ nhắc đến cái năng lực điều chỉnh hành vi, những cái chỉ bảo đó đối với cái bảng này đó, thì chúng ta sẽ automatic chúng ta bê cái bảng đó ra để chúng ta đưa vào đây thì là chuẩn xác nhất thầy cô nhé. Đấy là tôi hướng dẫn các thầy cô cái đường link để chúng ta biên soạn lên các cái mục tiêu bảng học. Rồi chúng ta quay trở lại, như vậy là sau khi viết xong cái mục tiêu của bài học rồi thì chúng ta sẽ phải làm cái việc thứ hai, đó là chúng ta sẽ thiết kế các cái hoạt động trong bài đó như thế nào đó. Thế thì rõ ràng là ở đây một cái tiết dạy được yêu cầu là bắt buộc chúng ta phải đáp ứng, đó là thực hiện đủ 4 cái hoạt động cơ bản: mở đầu, khám phá, luyện tập và vận dụng. Đó, các thầy các cô nha, tức là trong cái giáo án của chúng ta, trong cái kế hoạch dạy học của một cái buổi học đấy, bắt buộc chúng ta phải có đủ cả 4 cái hoạt động cơ bản là khởi động, bài nào lúc nào vào lớp chúng ta cũng phải có hoạt động khởi động, có hoạt động khám phá, có hoạt động thực tập và có hoạt động vận dụng. Đó, và khi mà soạn giáo án thì trong mỗi cái hoạt động đó thì thông tư 5512 yêu cầu chúng ta là phải triển khai thành 4 cái gạch đầu dòng, tức là thành 4 cái bước cơ bản. Cho nên bây giờ là các giáo viên mà họ thấy lớp 6 xong rồi đến môn giáo dục công dân ấy, thì họ kêu lắm, các thầy các cô kêu lắm là soạn giáo án cái kiểu mới này là nó dài rồi. Thế thay vì các thầy các cô đã kể một cái trước là mình kể bản đúng không, là hoạt động của nội dung dạy học này, hoạt động của thầy, hoạt động của trò, chúng ta cứ chạy suốt từ đầu đến cuối theo cái mạch nội dung thôi là xong. Còn bây giờ thì lại phải tổ chức hoạt động, tôi phải chia cắt ra thành các tiết mà trong đó thì có hoạt động mở đầu, hoạt động khám phá, hoạt động luyện tập, hoạt động vận dụng. Và trong mỗi hoạt động đó lại phải thiết kế là mục tiêu của hoạt động đó là gì. Đây tôi đang nói đến 4 cái gạch đầu dòng. Một, mục tiêu của hoạt động đó là gì, tức là mục đích ấy, tức là tổ chức, thầy cô tổ chức cái hoạt động đó để nhằm mục tiêu đi, để làm gì đó. Thứ hai là nội dung của hoạt động, mô tả cái hoạt động đó là như thế nào. Thứ ba là sản phẩm cần đạt, tức là thực chất là các thầy cô dự kiến những sản phẩm, tức là cái kết quả sau cái hoạt động đó thì học sinh có cái gì đấy. Sau đó cuối cùng thì là cái tư, đó là cách thức thực hiện như thế nào. Đó, thông tư 5512 yêu cầu chúng ta như thế đấy. Cho nên là nếu mà làm đủ như thế này ấy, thì nó sẽ rất là dài. Thì tôi chia sẻ như sau ạ. Cái này là chúng tôi phải nói ra với thầy các cô là chúng tôi nghĩ, tất nhiên đây là không phải cái thứ mà chúng tôi nghĩ ra, cái này là do bộ mới đưa ra, nhưng mà chúng tôi lại thông cảm với bộ của giáo dục đào tạo là bởi vì cái quá trình này nó mới mẻ và đội ngũ chúng ta thì lại đang gặp phải một cái sức ì đấy như tôi nói đấy, tức là những cái đa phần trong số các thầy cô ấy là giáo viên trẻ thì mà giáo viên có tuổi và có thâm niên thì nhiều, giống như kiểu bọn tôi ấy, không các thầy cô thì đến tuổi tôi về hưu rồi, nhưng mà cỡ mà 40, 50 thì rất là nhiều cái thức ý kinh khủng. Thì bộ sợ là khi mà chúng ta triển khai thay đổi hoàn toàn như này, nếu không thiết kế một cách bài bản như này thì các thầy các cô sẽ thường là làm một cách hình thức, tức là chúng ta làm nửa vời bắt tôi tổ chức cả tôi tổ chức cái gì là thảo luận, thay vì dạy một thuyết trình thì các thầy cô không thuyết trình nữa thì tôi thảo luận, tôi cũng chia nhóm, tôi cũng đưa ra câu hỏi, đấy tôi cũng làm đúng như là Thanh bảo thế, tôi bảo học sinh là thảo luận đi đó. Nhưng trong cái tiến trình làm đó, các thầy cô làm không tới, các thầy cô không hình dung ra được là yêu cầu cần đạt của cái hoạt động này là nội dung của nó, cách thức thực hiện của nó, phải trình tự bước 1, bước 2, bước 3, bước 4. Dự kiến là khi mà thảo luận, học sinh phải nói lên được những điều này. Đấy. Và cuối cùng thì cách thực hiện đó là gì? Thầy sẽ phải nói ra được thảo luận, thầy sẽ bảo là tôi sẽ chia rất là thành bốn nhóm, phân công cho mỗi nhóm làm việc này. Sau đó tôi sẽ sau 30 phút, sau đó tôi sẽ mời nhóm 1 như chị Bảy cũng phải, nhóm 2 thì nó nhận xét, bổ sung, vân vân. Cuối cùng kết thúc tôi giáo viên sẽ là người chốt lại cái nhận xét các thứ, và sau đó tôi chốt lại kiến thức, và kiến thức này là như nào, tức là nó sẽ hiện những kết quả đó. Nếu thầy cô mà soạn đúng như là nhu cầu của cô, không có lý do, thì thầy cô xây dựng sẽ đầy đủ như thế, mà thầy cô không thực hiện đấy. Bác Bộ là các bác là rất mong muốn chúng ta làm điều đó. Thế này là tôi chia sẻ, nó giống như cái kiểu mà cái anh mà mới làm lần đầu á, thì cứ đòi hỏi là cứ phải nâng cao và phải là chi tiết cụ thể vậy. Thế còn sau đây mà khi mà kịch bản đã xong, các thầy các cô chạy trên trong rồi, hết một năm rồi, thì sang năm sau thì tôi lại tin là mọi chuyện nó lại xong này sẽ không tốt, vì là đã soạn như này rồi, cũng quen rồi, cũng chỉ hơi dài. Đấy. Tuy nhiên, thế này thì tôi lại phải bình luận này, trong cái quá trình mà tìm hiểu cái việc thực hiện quy định này thì chúng tôi cũng nhận thấy là trong số 4 cái bước mà bộ yêu cầu nó cũng có những nội dung quan trọng. Ví dụ nhá, xác định mục tiêu thì được rồi, ví dụ như tổ chức khởi động này với mục tiêu là cái gì thì bạn nói được, nhưng mà cái nội dung hoạt động, cái sản phẩm dự kiến và cái cách thức thực hiện có vẻ nó sẽ có những cái nhìn ra mà nó rút ngắn. Tôi lấy dụng nội dung hoạt động là tổ chức thảo luận để làm những cái đề học sinh nắm được hay là tìm hiểu được khái niệm của ví dụ. Tôi lấy ví dụ thế, đấy là nội dung hoạt động. Tổ chức cho học sinh làm việc đó, thảo luận đó, nghiên cứu trường hợp ở trong cách để tìm hiểu khái niệm ví dụ này. Tôi lấy ví dụ thế, anh cũng sẽ biết là trong giáo án như vậy đúng không? Đấy. Thế thì sản phẩm cần đạt, các thầy cũng có thực hiện nó là cái gì? Học sinh trong khi đó trả lời được các câu hỏi trong sách giáo khoa và rút ra được nghiệm ví dụ này. Đó, cho nên các cô sẽ dự kiến là vậy đúng không? Sau đó cách thực hiện thì bắt đầu với là tôi sẽ tổ chức thảo luận nó như sau đấy và trình tự như này thôi. Và cuối cùng là như vậy. Thế thì trong cái tiến trình đó nó có trùng, nó ví dụ như là các bước thực hiện cuối cùng đến cái đoạn mà chốt này thì thế nào là giáo viên mà trả chốt lại là đó, chúng ta trả lời lại những cái câu hỏi đấy, tức là đáp án những câu hỏi mà học sinh vừa mới trả lời ra sách giáo khoa và cuối cùng thì thầy chốt lại như vậy. Thì qua tìm hiểu như vậy thì chúng ta mới hiểu được ra rằng là ví dụ là như thế này, đấy chính là chúng ta cô dự kiến được trong sản phẩm của tôi đấy. Rồi mình cái nội dung hoạt động đấy thì thực ra là cái phần mà mình tổ chức thực hiện thì mình cũng sẽ trình tự với nó lại như thế thôi đấy. Thì thế cho nên là chúng tôi thì mạo muội là đây tôi lại trở về giáo án soạn chúng ta đấy, thì tại vì các cô đang thì chúng tôi còn mạo muội là chúng tôi cắt nó đi, có 2 mục thôi đấy. Chúng tôi đang thấy đó là ví dụ nhé, hoạt động mở đầu A, đó là chúng tôi sẽ mục tiêu, B là tổ chức thực hiện đấy. Thế thì chúng tôi sẽ lồng hết thì bước số 2, bước số 3, bước số 4 vào đến một bên đó. Thế còn đến bước số 1 là chúng tôi để nguyên đó là mục tiêu đấy. Tương tự ở dưới đến cái hoạt động khám phá đấy, thì trong cái hoạt động khám phá đấy nó có 4 đơn vị kiến thức, các thầy các cô phải tổ chức 4 hoạt động khác nhau đúng không, để tìm hiểu 4 đơn vị kiến thức đấy. Tôi đặt tên cho nó, đó là hoạt động 1, hoạt động 2, hoạt động 3, hoạt động 4 trong cái phần khám phá đấy. Đó. Thế mà ứng với mỗi hoạt động đó chúng tôi cũng xác định giống như yêu cầu của thông tư 5/2012, đó là mục tiêu hoạt động này tổ chức để làm gì, B tổ chức thực hiện, trình tự làm gì, thực hiện như thế nào, bước như thế nào, kết quả là làm sao. Đó. Thì chúng tôi xin mạo muội trình với các thầy các cô của cái phương án đó nhưng vẫn đảm bảo được cái tinh thần năm 2012. Ở đây chúng tôi cũng xin mở khoảng ngay là nếu trong trường hợp địa phương các thầy các cô, sở, ban ngành đến ban giám hiệu các thứ, các nhà quản lý đang làm đúng theo thông tư 5/2012 và yêu cầu chúng ta làm đúng như yêu quy định, đó là xác định 4 cái này, thì cũng xin các thầy các cô là chúng ta làm đúng vậy không gian này. Bởi vì nguyên tắc của chúng tôi đó là gì? Bộ là như là thông tư có nghĩa là tất cả chúng ta đều phải thực hiện. Hiện tại sau này thì còn có một vấn đề thì đó là không ổn, chúng ta sẽ đề xuất và sau đó sẽ điều chỉnh lại. Khi đó chúng ta điều chỉnh. Còn hiện tại chúng tôi cũng giống như thầy cô là những người đang thông tin thì chúng ta làm như vậy. Nhưng chúng tôi cũng xin phạm của những ngành kinh doanh đã có những xin ý kiến của chuyên viên của bộ rồi. Đó là bộ những giải thích là không hay cả như thế này, mà đấy chỉ là cái gợi ý, cái gọi là gợi ý của cái con, gợi ý để cho các thầy cô làm thôi. Và trong quá trình làm, cái quan điểm là một giáo án cố gắng làm sao để cho nó gọn gàng, ngăn nắp, dễ tận, dễ kiểm soát và cán bộ quản lý nhìn đọc giáo án thầy cô, dễ hình dung ra cái này đó. Đối với các thầy cô, chúng ta lên lớp, chúng ta cầm giáo án nó, chúng ta dễ dạy, thế là nó cũng phải chúng tôi cũng chia sẻ với thầy cô cách soạn giáo án như vậy. Bây giờ thời gian còn lại một chút thì chúng tôi chỉ xem một cái điều của tôi. Chúng tôi chưa thấy những thầy cô nào gọi đó là vấn đề này. Như vậy là các bạn đã soạn xong rồi nhé. Đó là một bài mà chúng ta có 5 tiết. Ví dụ như là bài chủ đề số 4, bài chủ đề số 4 sản xuất kinh doanh và các môn. Nhưng mà mỗi tuần chúng ta chỉ được dạy một có phần đúng không? Cái bài soạn chúng ta cứ soạn hết cả bài nhá, xong rồi đấy. Nhưng mà được một tuần thì chỉ có 2 tiết thôi. Chúng ta sẽ dạy, tức là chúng ta phải dạy nó trong 2 tuần rưỡi thì mới xong cái bài. Vậy thì chúng ta phải dạy. Và trong khi đó thì yêu cầu của dạy học theo lối mới là trong mỗi cái buổi, tôi không gọi là tiết nữa mà tôi gọi là cái buổi dạy. Đó là lý do vì sao mà người nãy tôi đề xuất là nên dạy 2 tiết. Đừng chia nhỏ nữa là một giáo viên đúng không ạ? Các thầy cô bận nên là lo rất là nhiều các hoạt động của cả viên, đó là các hoạt động khởi động. Thì chúng ta sẽ làm phương án sẽ này. Có thầy cô thì tin là cứ cho chúng em là dạy hết kiến thức đi, tức là 2 tiết đầu là dạy hết khám phá hết kiến thức, sau đó thì những cái tiết sau là luyện tập. Không cho nên là không. Nếu mà chúng ta làm như thế thì nó có khác gì đối với cũ đâu. Tức là học sinh tìm hiểu kiến thức nhưng mà xong là không được luyện tập, không được vận dụng hết, không được. Đó. Vậy thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì chúng tôi xin đưa ra đây với các thầy các cô một cái phương án như thế này nhá, để tôi hướng dẫn các thầy các cô nhá. Các thầy các cô xem mà nếu mà nó ok thì các thầy các cô thực hiện nhá. Đó là chúng ta phải chủ động để chúng ta sau khi chúng ta soạn xong giáo án thì chúng ta sẽ chủ động để chúng ta thiết lập cái kế hoạch chia cắt cái giáo án nó ra để chúng ta thực hiện trong vòng 2 tuần rưỡi, đúng không ạ? Vậy thì cái tuần thứ nhất ấy, tôi đang nói trong cái phương án là có 2 tiết. Đấy, cái bài nó được chia như vậy thì theo tôi là các thầy cô tùy xem các cái đơn vị kiến thức ở cái phần khám phá nó là tương đâu, nó có 1, 2, 3. Tôi ví dụ như là khái niệm, đặc điểm, vai trò, những bài ví dụ. Nhưng cái bài đấy thì nó sẽ chỉ bỏ 2 tiết thôi. Đấy. Nếu mà 2 tiết thì nó nhàn chỗ là các thầy cô dạy luôn. Đấy, các thầy cô là hết tiết 1 là hết kiến thức, sau đó đến tiết 2 tập vận dụng là xong. Đó. Nhưng mà nếu mà cái bài mà nó lớn ấy, như là 5 tiết thì chúng ta làm thế nào? Ví dụ như là cái bài như tôi vừa kể đấy, cái bài mà các môn của kinh doanh ấy, vào chiều nay chúng ta xem video tiết dạy minh họa là giáo viên tiết dạy cái bài này thì chúng ta sẽ chia ra. Ví dụ như là cái bài đấy nó có mấy đơn vị kiến thức sau đây này, là 1 là vai trò của sản xuất kinh doanh này, 2 là các mô hình sản xuất kinh doanh. Đấy, cái bài đấy thì chỉ có 2 cái đơn vị kiến thức thôi, nhưng mà các mô hình sản xuất kinh doanh rất là lớn, đó là mô hình hộ sản xuất kinh doanh, mô hình hợp tác xã và mô hình doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải có cũng đưa các bạn doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một viên, công ty trách nhiệm hữu hạn một trở lên, rồi công ty liên danh, rồi công ty cổ phần, rồi gì đấy, công ty nhà nước đó, nhiều đó. Thế thì như thế thì trong cái bài đấy các bạn coi là nó có 3 đơn vị kiến thức. 1 là vai trò của các kinh doanh, 2 là chúng ta tạm gọi các gia đình đó là mô hình sản xuất kinh doanh, đó là hộ gia đình và hợp tác xã. Và có một cái mô hình nữa đó là mô hình doanh nghiệp. Đó, thế thì đấy, tôi muốn các thầy cô phân tích như vậy, sau đó nó bắt đầu cắt như sau này. phần thứ nhất là có hai tiết thì chúng ta quyết định chúng ta sẽ làm cái việc đó là chúng ta chọn cái đơn vị kiến thức số 1, đó là vai trò của sản xuất kinh doanh và khảo sát thêm, học thêm mô hình hộ kinh doanh và mô hình hợp tác xã. Đấy là xong hai tiết của phần đầu, và để dành cái mô hình doanh nghiệp cho cái hai tuần sau. Được chưa? Xong rồi thì các thầy các cô sẽ bắt đầu đi sau này khởi động của cái tuần đầu tiên á, thì các thầy các cô sẽ lấy cái khởi động mà trong sách đã có, đúng không? Chúng ta sẽ lấy cái khởi động mà trong sách đã có, chúng ta xài luôn. Đấy, xong đến phần khám phá nhá, của cái tuần đầu thì các thầy các cô như tôi vừa nói đấy, chúng ta sẽ lấy cái đơn vị kiến thức số 1 và vai trò của kinh doanh mà thêm kiến thức về hộ kinh doanh và hộ và hợp tác xã. Đấy, đấy hai thì cũng đó là chúng ta đặt vào là cái phần khám phá và chúng ta dừng ở đấy, chúng ta không làm đấy bao nhiêu đó. Sau đó những phần luyện tập đó, thì các thầy các cô sẽ chọn những cái bài tập mà trong cái phần luyện tập nó có 1, 2, 3, 4 bài. Trong mỗi cái bài luyện tập đó, mỗi cái hoạt động luyện tập đó sẽ có những cái bài nhỏ, ví dụ có 4 ý kiến, có 4 trường hợp để xét hành vi, có 4 tình huống để xử lý. Đấy, tùy các thầy các cô là chúng ta bắt đầu nhặt đó, ta nhặt hai cái câu của bài tập số 1. Đấy, chúng ta nhặt 2 câu của bài tập số 2, đúng không ạ? Chúng ta nhặt 1 câu của bài tập số 3, ví dụ như thế. Chúng ta đặt nó vào trong cái hoạt động luyện tập của cái phần đầu tiên. Đó, chúng ta phải làm như thế thôi. Đó, rồi sau đó chúng ta lấy 1 bài tập vận dụng. Thường là cái phần vận dụng của chúng tôi thiết kế 2 bài, thì chúng ta lấy 1 cái bài tập vận dụng trong sách để cho hoạt động vận dụng của phần thứ nhất. Như vậy là xong phần thứ nhất, đúng rồi các cô. Vậy chúng ta xong phần thứ nhất là phần thứ 2 tiếp. Sang phần thứ 2 chúng ta lại có 2 tiết tiếp theo thì chúng ta làm thế nào? Đấy, thì lại khởi động. Thì lấy cái gì để khởi động? Cái khởi động trong sách thì các thầy cô xài rồi, một lần thứ nhất rồi, thì tôi xin bật mí như sau. 1 là các thầy cô có thể thiết kế thêm một cái hoạt động khởi động. Trong thực tế chúng ta chuẩn bị khoảng 3-4 cái hoạt động khởi động khác nhau, thì trong trường hợp này các thầy cô có thể thiết kế được 1 hoạt động khởi động khác nữa để dành cho cái buổi thứ 2, tức là cái tuần sau. Bằng không nhé, thì tôi xin đưa cho các thầy cô có cái gì ăn liền, đó là các thầy cô lấy cái sản phẩm của hoạt động vận dụng ở cái số 1 đó, ở cái tuần trước. Và như tôi giới thiệu với thầy cô là cái hoạt động vận dụng đấy bao giờ cũng có rồi. Đó là bài viết của học sinh, đó là trong vẽ. Vậy thì tại sao chúng ta lại không cho học sinh là chọn mời một vài học sinh lên để chia sẻ cái bức tranh này là vẽ như thế nào, hay là em đã viết cái bài để giới thiệu về một tấm gương gì đó, hoặc là chia sẻ về một vấn đề gì đó trong cái chủ đề mà bài số 1 đó. Thì chúng ta mời 2-3 học sinh như thế thôi là tốt lắm rồi. Nó vẫn đang nói về cái chủ đề của chúng ta mới đấy. Đấy là chúng ta có thể coi một cái hoạt động và sau đó chúng ta lại nối tiếp và hoạt động khám phá của phần bằng cái đơn vị kiến thức còn lại mà chúng ta chưa cần. Đó là vai trò, đúng không ạ? Đấy, chúng ta mang cái vai trò của vấn đề đó xuống đây, đơn vị nó vào trong cái khám phá đằng sau. Luyện tập lại nhặt tiếp bài 3 bài ở bài số 1, ở bài số 2, bài 3 bài nhặt tiếp. Sau đó kết thúc lấy 1 bài tập vận dụng số 2 chọn vào phần xong để cái 2 phần. Vậy trong trường hợp còn một cái tiết cuối cùng là tiết số 5 là sản phẩm sau đó thì các thầy các cô sẽ thấy nó này tiết số 5 thì cái tiết số 5 này là không có khám phá. Con chị đã đừng nghỉ đâu. Thì có cần khởi động đó. Nếu cần khởi động các thầy các cô lại làm tiếp làm cho học sinh báo cáo cái sản phẩm của bài vận dụng số 2 là chúng ta xong cái hoạt động khởi động của cái phần số 3. Tiếp theo khám phá không còn kiến thức nữa thì tôi xin các thầy cô là học 2 tuần rồi thì bây giờ đến tuần số 3 này chúng ta làm động tác và sâu chuỗi lại, chúng ta có thể sử dụng cái phương pháp như kiểu như là sơ đồ tư duy này để cho học sinh sâu chuỗi lại, mô tả lại, bắt đầu thể hiện lại tất cả những cái kiến thức đã học của hai cái buổi trước, tức là chúng ta tạm coi vào cái tiết thứ 5 này là tiết tổng kết của chủ đề, được không ạ? Thì cái phần kiến thức thì các thầy cô không dạy kiến thức mới nữa, nhưng mà lại là một lần chúng ta tổng kết lại, sâu chuỗi lại để cho học sinh mà không cần mình phải làm, họ sinh lại, sau đó các thầy cô chốt lại cho học sinh toàn bộ những kiến thức của cái chủ đề đó mà chúng ta đã học trong khoảng 2 tuần rưỡi. Trong đó còn cái bài tập nào nữa thì các thầy cô cho học sinh làm tốt, và nếu mà con không còn nữa thì các thầy cô sẽ lấy những tập thể trong sẽ tập vận và bóng lại cái số 5 đấy chính là còn cái đó. Như vậy là chúng tôi bật lý cho các thầy cô cái phương án nó như vậy, chứ còn những cái bài mà chúng tôi đã chia cắt ra chỉ có 2 tiết 3 tiết thôi á, thì rất là dễ các thầy cô sẽ tiêu cơm các món mà chia theo cái hướng mà tôi vừa nói, các bạn kiến thức mà 2-3 kiến thức thì chia nó làm cho các cái buổi học đó thì đấy là tất cả những gì mà nội dung mà sáng nay liên quan đến câu chuyện dạy học, môn học, xây dựng kịch bản, rồi xây dựng kế hoạch dạy học, soạn giáo án. Chúng tôi đã chia sẻ với thầy cô cắt các kiến thức dạy ra, giáo án ra để dạy như vậy. Đấy, có thầy cô rồi thì có hỏi tôi một câu là còn có cách nào khác nữa để mà soạn giáo án mà hiệu quả hơn hay không, thì tôi cũng nói luôn là có một cách nữa mà các thầy cô nếu không ngại thì hãy nghe tôi, là đó là mình soạn giáo án cho từng tuần. Soạn giáo án cho từng tuần thôi, đúng không? Sau khi mình làm được xong tất cả như vậy rồi thì mình nên là mình có giáo án cho từng tuần. Cần nhờ đồng nghiệp nào dạy hộ thì nên giáo án cho người ta cũng dễ, đúng không? Thế còn nếu mà không làm như vậy thì có thể là cô cứ soạn giáo án cho tất cả cái bài đó, nó chạy hết cái bài đó, thì sau đó chúng ta tự chia nó ra, nhặt cái hoạt động, tự chia nó ra các cái hoạt động khác nhau để mà dành cho các cái phần khác nhau cho chạy hết cái bài đó. Chủ yếu là với những cái bài có số ít nhiều thôi, chứ còn vì đa phần là chúng tôi đã chia ra rồi, đúng không? Chia ra thành 2 tiết 3 tiết và một dễ dàng rồi. Không biết là các thầy các cô có ý kiến gì cần trao đổi hay không, cần hỏi gì thêm chúng tôi hay không? Chúng tôi dừng lại một chút ạ. Để các thầy cô có hỏi gì thêm không ạ? Các cô còn có những điều gì mà cần được trao đổi thêm không ạ? Các cô hãy viết ý kiến của mình vào trong cái cổng trò chuyện ấy. Các cô, tôi sẽ rất là sẵn lòng để được giải đáp thắc mắc cho các thầy cô. À, hôm nay chúng ta tham gia các đầu cầu rất là đông, nhưng mà không vì thế mà các thầy các cô không có cơ hội để chúng ta chia sẻ những cái ý kiến thắc mắc của mình. Xin các thầy các cô cho đăng ký lên để chúng tôi để phục vụ các thầy các cô ạ. Và nếu giảm một tiết để ôn tập giữa kỳ thì nên giảm phần nào? Tôi xin bật mí ngay với lại cô là nếu mà mình lấy một tiết để ôn tập ấy, giữa kỳ hả? Thì chúng ta cứ lấy một tiết để ôn tập giữa kỳ đi, rồi sau đó chúng ta sẽ bớt đi một tiết của cái chủ đề của cái bài cuối cùng ấy, để chúng ta ôn tập kết thúc luôn. Đấy là cái mà chúng tôi thấy là các trường người ta cũng đã chọn cái phương án đấy. Thế các cô ạ, bởi vì ở giữa kỳ ấy, thì nhiều khi mình đang dạy dở đấy, nó cũng khó. Nói chung là cái này là tùy các thầy cô thôi. Chúng ta cứ lựa mà ví dụ là cái tôi nhớ là cái chủ đề pháp luật, mà cái bài mà cuối cùng của chương trình pháp luật ấy, là nó có 3 tiết đấy. Đấy, ví dụ như vậy thì các thầy các cô hoàn toàn có thể lúc bây giờ là lúc kết thúc rồi, chúng ta hoàn toàn có thể là cắt bớt một cái tiết của cái bài cuối cùng đó đi để chúng ta dành nó để ôn tập. Thế còn cứ ưu tiên lấy cái tiết còn lại của pháp luật để chúng ta ôn tập cho học sinh ở phía giữa đi. Đó, thì cái đấy là chúng ta sẽ chủ động hơn các thầy các cô nha. À, à, đấy. Đấy, các thầy các cô có hỏi gì thêm không ạ? Xem ra là rất ít ý kiến đấy ạ. Vâng, những cái buổi tập huấn trước là chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều ý kiến. Và thực ra thì nói thật với các thầy các cô là cái buổi tập huấn ngày hôm nay đã là buổi tập huấn số 8, số 9 rồi của tôi trong cái chiến dịch này rồi. Thế cho nên là thực chất thì chúng tôi cũng đã nhận nhiều ý kiến khác nhau của các thầy các cô của những cái tập huấn trước để mà chúng tôi lồng ghép nó vào đây để nói luôn để các thầy các cô đảm bảo và gửi gì đã trình công tiếp tục như nào gửi phân phối chương trình ạ, để giáo viên tham khảo không ạ? À, cái phân phối chương trình để mà giáo viên tham khảo ạ. Cái phân phối chương trình chúng ta đã nói là phía trước rồi đấy ạ, rất là cụ thể cho từng bài rồi đấy ạ. Thế rồi sau đó thì các thầy các cô cứ lựa, các thầy các cô cắt thôi. Tôi thì tôi nghĩ là các thầy các cô hãy đặt các bài vào nhá, sau đó mình bắt đầu được đến số tiết nhé. Theo tôi là nó tương đối thế mà cũng đông, không nhất thiết là ví dụ như là giữa kỳ ấy, thì ví dụ như mình có bao nhiêu nhỉ, 17 tuần à, đúng không? Mình có 17 tuần, tức là mình có 34 tiết đấy, 17 tuần chia đôi thì tức là ta sẽ có được là tuần thứ 8 đấy, thì tương đối thôi. Hoặc là mình kiểm tra kết thúc tuần thứ 8, hoặc là mình chuyển sang tuần thứ 9 cũng được, không có sao hết. Cái đấy thì tôi nghĩ rằng là có một ít kiểm tra đó thôi, thì tùy bộ môn các thầy các cô cân nhắc. Chúng ta áp các cái tiết dạy ở đây chúng tôi chưa ngồi đếm nó ra xem là nên dừng lại ở đâu ấy. Tại vì nó còn tùy thuộc là các thầy các cô có chọn cái số tiết đúng như thế đâu, đúng không? Đấy, cho nên là tùy các thầy các cô cứ áp những cái tiết chúng tôi vào, sau đó mình đếm và mình cứ chia khoảng nửa, đúng không ạ? Tương đối là các thầy các cô cũng đâu nhất thiết là cứ phải là chính giữa đâu. Đó, mình có thể xanh lên một tiết, mình lùi lại một tiết, sớm hơn một tiết cũng được. Đó nhá. Vâng. Cô giáo ở trường trung học Bình Lục chia thời gian cho các hoạt động trong giáo án, hướng dẫn cụ thể hơn không ạ? Thì giáo án sẵn theo bài là nhiều tiết. Vâng. Thời gian cho các hoạt động như này là có thể là cô. Vâng. Theo tôi nhá, thì có thể các cô ạ, cái này ấy là chúng ta đầu tiên ấy là tôi lấy ví dụ như là trong cái hoạt động khám phá thì mình có 4 đơn vị kiến thức. Đấy, 4 đơn vị kiến thức thì mình cứ thiết kế 4 cái hoạt động khám phá cho 4 cái đơn vị kiến thức đó. Chúng ta đặt số cho nó là hoạt động 1, hoạt động 2, hoạt động 3, hoạt động 4, đúng không ạ? Sau khi mà các thầy cô nhặt từng cái hoạt động đó để đặt nó vào cái kế hoạch dạy học, tức là giáo án đấy cho cái tuần đó, đúng không ạ? Thì lúc ấy giờ các thầy cô mới cân nhắc xem là mình sẽ tổ chức cái hoạt động này là trong bao nhiêu lâu. Đấy, thì các thầy các cô mới định ra được cái thời gian. Chứ bây giờ chúng tôi không thể ngồi đây để cho các thầy các cô là cái đoạn hoạt động tìm hiểu số 1 này thì chỉ mất mấy phút, hoạt động số 2 mất mấy phút. Đâu nó còn phụ thuộc vào là các thầy các cô sẽ thay đổi hình thức cơ mà. Đó, thay vì là cho học sinh cầm sách lên để đọc cái câu chuyện đó, sau đó thì là trả lời câu hỏi là xong, thì các thầy các cô lại cho học sinh đóng vai cái tình huống đó là nó lâu hơn rồi, đúng không ạ? Rồi mới lại trả lời câu hỏi đó. Như vậy là tùy thuộc vào thầy các cô. Sau khi chúng ta thiết kế vào xong thì chúng ta mới xác định xem là mình sẽ làm là mất bao nhiêu phút, các thầy các cô nhá. Và bài kiểm tra giữa kỳ giáo viên có thể thay thế bằng hình thức kiểm tra trách nhiệm bằng các dự án không ạ? Không các thầy các cô nhá. Đấy, đây là quy định ở trong công văn gửi chúng ta rồi, tức là chúng ta bắt buộc phải có 2 cái bài kiểm tra giữa kỳ bằng văn bản, bằng bài viết đấy, và phải có cái ma trận đề, ma trận đặc tả đúng theo cái quy định của bộ. Người ta sẽ kiểm tra nó, các thầy cô phải giữ lại cái bài như thế thì nó cần kiểm tra là người ta sẽ kiểm tra. Còn các cái dự án, các hoạt động đấy thì nó chỉ thiên về cái đánh giá thường xuyên thôi, các thầy cô nhá. Bạn Phạm Thị Hương ở Đắk Nông có nói là dùng tài khoản. Vâng, thưa thầy cô, vào thời điểm hiện tại này, theo chúng tôi được biết là hiện tại là các thầy cô tạm thời là chưa vào đăng nhập, nhưng mà chưa thấy cái chương trình của mình đây là nó cũng có lý do đấy ạ. Đây là đang trong giai đoạn để chờ đợi các tỉnh đưa danh sách các thầy cô sử dụng sách của chúng tôi lên thì nhà xuất bản mới bị chuyển, tức là chúng ta hợp thức với nhau đấy, giống như ký với nhau một cái hợp đồng đấy các thầy cô. Thì nó chuyển cho các thầy các cô cái gọi là cái phương thức để các thầy các cô vào, cái lối các thầy cô mới vào được. Tức là cái chặng ở phía trước ấy, từ 1 tháng trước ấy, thì tôi được biết là khi mà sách nó đang, các cái sách cũ, tức là sách cấp 6 đấy, theo chương trình mới đấy, nó đang vận hành ấy, thì vào rất là thoải mái. Nhưng mà hiện tại thì vào thời điểm này thì nó lại đang nếu mà các cô mà vào bằng máy tính ấy, nó không vào được đâu. Đó, thì các thầy các cô chờ đợi một chút ạ. Vâng, sau tất cả mọi thủ tục làm việc với các thầy các cô, với tỉnh, với từ trường rồi lên, tức là các thầy các cô đăng ký này, xong rồi lên phòng, lên sở, để lên đến tỉnh gửi về cho nhà xuất bản, ok đó, thì sau đó thì nhà xuất bản sẽ hướng dẫn cụ thể để các thầy các cô vào nhé. Vâng, các thầy cô không lo cái đấy nhé. Có thể ngày hôm nay các thầy các cô chưa vào được, nhưng mà ngay sau đây các thầy các cô sẽ vào được. Vâng, Sơn Trà Giáo án dạy chuyên đề có khác gì với giáo án không ạ? Không, giáo án dạy chuyên đề giống hoàn toàn như là cái giáo án dạy bình thường thôi cô ạ. Đúng rồi ạ. Bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ là 70% trách nhiệm khách quan và 30% tự luận, đúng rồi đấy ạ. Một chủ đề soạn một lần của giáo án được không? Chủ đề 4 tiết có 5 tiết dạy trong 3 tuần thì phải soạn 3 lần. Không, tôi đang nói với thầy cô, tôi đang bàn với thầy cô phương án tốt nhất đó là gì? Nếu mà chủ đề đấy được coi là một bài mà nó có 5 tiết, các thầy cô soạn hết một giáo án trong cả 5 tiết đấy và trong một giáo án, đúng không? Sau đó thì các thầy cô mới để một cái bảng đó, các thầy cô sẽ cắt nó ra là hai cái tiết đầu thì tôi sẽ dạy cái gì ứng với 4 cái hoạt động đấy, hai cái tiết sau tức là tuần thứ 2 tôi sẽ dạy cái gì ứng với 4 cái hoạt động mà phải thực hiện, đúng không? Đấy, và đến cái tiết thứ 5 đó. Thế xong đây cô đang nói là gì đấy, phải soạn 3 lần 3 giáo án đi phổ lắm đấy. Thì tôi mới đang nói là sau tất cả chúng ta làm như thế rồi thì để đấy đánh hàng cho các thầy các cô, đúng không? Mình chỉ soạn một cái giáo án mình chạy hết cả 5 cái tiết đó, 5 của cái giáo án mà cái bài này thực hiện cả 5 tiết đó. Nhưng có thể các cô hãy đánh số các cái hoạt động, ví dụ như là hoạt động khám phá có 4 hoạt động, hoạt động luyện tập có 4 hoạt động ví dụ như thế, đúng không? Rồi sau đó chúng ta sẽ nhặt đấy, chúng ta đánh số nó, chúng ta sẽ nhặt những cái hoạt động đó vào trong cái kế hoạch của chúng ta dạy cho từng tuần. Rồi, ok. Nhưng mà tôi đang nói là sau khi làm xong như thế rồi ấy, thì tôi lại có một cái lời khuyên mà trong thực tế là giáo viên lớp 6 thứ người ta đã làm rồi đấy, đó là sau khi thế rồi á thì người ta mới xét thấy là gì đấy, tại sao mình lại không chủ động mình theo kế hoạch đó, mình vo nó lại để mình biến nó vào thành giáo án cho từng tuần đó. Tôi có đủ hết rồi thì bây giờ các thầy các cô chỉ làm một nhiệm vụ là copy tất cả những cái nội dung mà chúng ta đã làm ở trên thì chúng ta copy, chúng ta xếp nó vào thành một cái giáo án. Thì cái phần soạn ấy, cái mục tiêu bài học vẫn thế, các thầy các cô copy nó vào thôi, chỉ có mỗi cái mục tiêu kiến thức thì ứng với cái buổi nào có kiến thức nào thì chúng ta để lại, có thế thôi. Còn đâu toàn bộ những cái hoạt động kia có sẵn là cái giáo án soạn số 1 rồi thì bây giờ chúng ta sẽ nhặt nó, chúng ta đặt nó vào. Tôi đang nói là sau khi tất cả mà các thầy các cô chia cắt nó ra để thành những giáo án cho từng tuần thì là tuyệt vời nhất, thế thôi. Còn nếu thầy cô thấy khổ quá thì tôi đừng làm nữa, không sao nhá. Đấy chưa ạ? Tức là sau tất cả chúng ta làm được rồi đó, thì các thầy cô sẽ thấy là nếu mà làm trên máy chúng ta bắt đầu nhặt tất cả những cái đó, chúng ta biến nó thành một cái giáo án cho tuần thứ nhất thì tôi nghĩ là đâu có vất vả lắm đâu ạ, và nó lại chủ động, đúng không? Đấy. Đấy. Thế còn nếu bây giờ bước đầu tiên thì các thầy cô chưa làm như thế, các thầy cô cứ làm cho tôi một cái giáo án đủ cả 5 tiết như thế đi. Đó. Thế sau đó thì thầy các cô tự chia cắt để mà dạy. Đó. Nhưng mà rõ ràng là cái tính gọi là gì đấy, chuẩn xác và kể cả cho cán bộ quản lý theo dõi là cũng khó, cho nên là mong các thầy cô là tùy nhá. Và được rồi, cũng là thời gian thì buổi sáng cũng đã hết mất rồi, thì tạm thời là chúng ta dừng lại ở đây. Nếu thầy cô nào trong từ giờ cho đến chiều còn có cái vướng mắc gì nữa hãy cứ đấy, các thầy cô cứ hỏi như này này tôi sẽ trả lời ngay, hãy cứ đưa nó vào đây để chúng ta cùng nhau chia sẻ để các thầy các cô hiểu rõ nhất để chúng ta về chúng ta làm các thầy các cô nhá. Và bây giờ xin mời các thầy các cô là chúng ta nghỉ trưa. Chúc các thầy các cô có một cái buổi trưa nghỉ ngơi thoải mái, có bữa ăn ngon miệng và chúng ta nạp năng lượng để buổi chiều chúng ta sẽ tiếp tục.